nhân loại, đế chế nhân loại hay chúng ta, được coi là nhân vật chính của vũ trụ viễn tưởng của Hammer 4K, là phe phái có chiều sâu nội dung lớn nhất, đặc biệt là khía cạnh lịch sử. Vô số những câu chuyện cả chính thức và không chính thức của nó đã được kể về họ trải dài trong hơn 40.000 năm lịch sử của Warhammer 4K, hay hơn 30 năm trong thế giới thực kể từ năm khai sinh của nó 1987 đến nay. Chiến tranh là thứ định hình vũ trụ này, như dòng thác lai trong tương lai đen tối xa xôi này, chỉ còn lại chiến tranh. Mọi hoạt động của con người từ đó mà đổ dồn vào để phục vụ bộ máy quân sự khổng lồ, làm những cái cạnh khác của cuộc sống bị chìm vào quên lãng, trong đó có nghiên cứu lịch sử. Nhiều thời kỳ trong quá khứ của nhân loại từ đó bị bao phủ trong một làn sương mơ hồ, bị thất lạc, bị bỏ quên hay bị xóa bỏ hoàn toàn qua dòng thời gian. Vì sao? Tôi muốn bạn dừng lại và hình dung một chút về kích thước của quãng thời gian lịch sử trong 4K, là một con số khổng lồ hơn 40.000 năm. Và nếu tính cả các sự kiện của ZO1 và Catan mà chúng ta đã tìm hiểu trong tập thứ 2 của series, thì ít nhất cũng là hơn 60 triệu năm. Và phần lớn trong số chúng lại chìm trong cái bóng của những cuộc chiến tranh với quy mô vượt xa sức tưởng tượng, nên những xáo trộn thật là thông tin là không thể tránh khỏi. Nhưng theo những nhà sử học hiếm hoi của đế chế nhân loại, lịch sử của loài người, từ lúc loài người vượt lên vị trí đỉnh cao cho đến thiên niên kỷ thứ 41, khi mà nhân loại phải gồng mình chống chọi với mối đe dọa dồn dập từ thế lực hỗn mang cho đến các loài Xenos thù địch, đã trải qua 7 giai đoạn lịch sử, bao gồm Age of Terra, từ thiên niên kỷ thứ nhất đến thiên niên kỷ thứ 15, Dark Age of Technology, từ thiên niên kỷ thứ 15 đến 25, Age of Strife, từ thế kỷ thứ 25 đến 30, Unification Wars, thế kỷ thứ 30, The Great Crusade, từ cuối thế kỷ thứ 30 đến 31, Horus Heresy, thế kỷ thứ 31, và Age of Imperium, tính từ thế kỷ thứ 30 cho đến hiện tại thế kỷ thứ 41. Trong đó, Horus Heresy được coi là sự kiện lịch sử hay giai đoạn lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên lịch sử của loài người ra làm hai chương lớn, đó là tiền heresy và hậu heresy. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về pre-heresy, lần lượt các giai đoạn từ Age of Terra cho đến khởi đầu của cuộc Great Crusade. Và trong mỗi giai đoạn nói trên lại có vô số những sự kiện giống một lịch sử lớn nhỏ khác nhau. Vậy nên để nói hết về chúng trong một video 45 phút là một điều không tưởng. Do đó với video này, tôi sẽ buộc phải bỏ qua rất nhiều chi tiết. Nhưng tôi mong video này sẽ được xem như một sự giới thiệu để làm một tiền đề vững chắc cho các video chi tiết trong tương lai. Giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiền lịch sử. Hàng chục triệu năm sau cuộc chiến của Thiên Đàng, Elda lại làm chủ thiên hà như những chủ nhân bất khả chiến bại. Nền văn minh của họ phát triển đến mức khổng tưởng. Sức mạnh, lãnh thổ, tài nguyên của họ dồi dào đến tưởng chừng như không thể cạn kiệt. Và rồi khi họ đã chán với việc khám phá, chinh phạt thiên hà, họ bắt đầu thu mình vào trong để tận hưởng những thú vui hoan lạc của chính mình, tạo cơ hội cho các giống loài khác trong thiên hà phát triển. Trong số đó có loài người, một giống loài thông minh sinh sống trên hành tinh tương đối chu phú được gọi là trái đất, mà sau này có tên là Terra. Và theo những bản đồ thiên hà của Imperium of Man hiện tại thì nó nằm trong hệ mặt trời thuộc về Segmentum Solar của Milky Way, không bị chiến tranh hay các giống loài khác làm phiền trong suốt quá trình phát triển. Một cách chậm chạp, loài người từng bước chinh phục giới tự nhiên và gây dựng nên những nền văn minh nguyên thủy đầu tiên của họ. Và đến thế kỷ thứ 8 trên cầu nguyên, trên trái đất đã ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của cả vũ trụ 4K. Đó là sự ra đời của The Emperor of Mankind, Hoàng đế nhân loại. Nếu bạn chưa biết Hoàng đế là ai, hay muốn tìm hiểu sâu hơn về nhân vật này,
hãy click vào đường link bên dưới mô tả để xem video của tôi đã phân tích riêng về nhân vật này nhé. Quay trở lại với chủ đề chính, Hoàng đế là một nhân vật siêu phàm với sức mạnh trí thức và sai kịch vô biên. Sớm nhận ra nhân loại cần sự dẫn đường đúng đắn của chính mình để có thể phát huy tiềm năng và trên hết là để đảm bảo sự sinh tồn của giống loài trước những hiểm họa trong tương lai. Nhưng vì Hoàng đế vẫn chưa sẵn sàng ra mặt trực tiếp nên đã chọn ẩn mình để trau dồi trí thức, sức mạnh của mình, đồng thời thực hiện vô số hành động bí mật để thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Và rồi hàng ngàn năm Terra nữa trôi đi, với sự giúp đỡ âm thầm của ngài, nhân loại bước dần vào Age of Terra. Age of Terra. Như cái tên của nó, trong thời kỳ này, hầu hết các sự kiện lịch sử đều vẫn xảy ra tại hành tinh quê nhà của loài người, trái đất. Vì năng lượng psychic và warp chưa được công nhận là tồn tại ở thời kỳ này, nên hầu hết con người chỉ tập trung vào giới tự nhiên, chú trọng học hỏi và phát triển công nghệ. Từng bước một, con người bắt tay vào chinh phục vũ trụ. Từ việc lần đầu tiên đặt chân lên Luna, mặt trăng của trái đất, vào năm 969 của thế niên kỷ thứ 2, cho đến chinh phục Thái Dương hệ, với Sao Hỏa trở thành hành tinh đầu tiên được con người thực hiện thuộc địa hóa, trở thành nơi định cư của các tập đoàn công nghệ khác nhau. Và hành tinh đó nhanh chóng trở thành trung tâm công nghệ của loài người, một đặc điểm mà nó sẽ mang trên mình xuyên suốt chiều dài lịch sử của Warhammer 40K. Sau Sao Hỏa, các hành tinh khác của hệ mặt trời như mặt trăng của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương cũng lần lượt được chinh phục bởi con người. Các công nghệ phần hạt nhân và phản vật chất tiên tiến liên tục được nghiên cứu phát triển, cuối cùng cho phép nhân loại xây dựng các tàu không gian có khả năng du hành và chinh phục các vì sao bên ngoài Thái Dương hệ, tạo điều kiện cho các cuộc di cư đầu tiên của con người lên các thế giới thuộc địa ngoài không gian vào khoảng thời gian không xác định cuối thế niên kỷ thứ 3 bằng các công nghệ du hành không gian cận tốc độ ánh sáng, đánh dấu những bước đầu tiên tiến tới kỷ nguyên công nghệ của loài người. Dark Age of Technology. Kỷ nguyên công nghệ, hay như được ghi chép bởi Imperium of Man, là thời đại đen tối của công nghệ, được coi là thời kỳ đỉnh cao về kiến thức khoa học và năng lực công nghệ của nhân loại trong dài ngân hà, kéo dài từ thế niên kỷ thứ 15 cho đến thế niên kỷ thứ 25. Thời đại này đã xảy ra rất lâu trước sự có mặt của Imperium of Man hiện tại, nên các thông tin, kiến thức về khoảng thời gian này giờ đây vô cùng thưa thớt. Nhiều sự thật về thời đại công nghệ không khác gì hơn là các truyền thuyết hay những câu chuyện cổ tích. Mặc dù về bản chất là thời đại hoàng kim của loài người, nhưng chính vì các sự kiện kinh hoàng được gây ra bởi các công nghệ của thời đại này đã khiến nhân loại từ đó có trí thức và khoa học là ghê tởm và nguy hiểm. Thời đại công nghệ do đó được coi là đen tối trong ghi chép lịch sử của Imperium of Man. Ngoài ra, thời kỳ này cũng được coi là đen tối trong tâm trí của các tín đồ và thầy tu của chế độ giáo hội hoàng gia Imperium, vì nhân loại trong thời đại này đã tôn thờ khoa học như thần linh. Và hoàng đế nhân loại vẫn chưa tiết lộ ngài là vị cứu tinh thực sự của nhân loại và trực tiếp dẫn dắt giống loài. Theo như ghi chép của Imperium of Man, thời đại này đã ghi nhận sự hình thành và phát triển của vô số nền văn minh, liên minh chính trị hùng mạnh giữa các vì sao, với thế giới trung tâm là quê hương của con người, trái đất. Thậm chí hàng chục thiên niên kỷ sau đó, nhân loại vẫn chưa thể sánh ngang hoặc đơn giản là lấy lại được đỉnh cao thành tựu đã đạt được trong thời đại hoàng kim này. Dù vậy, trong những năm đầu của kỷ nguyên công nghệ, quá trình phát triển và khai phá thiên hà của con người vẫn diễn ra tương đối chậm chạp, do các tàu không gian với tốc độ cận ánh sáng của con người vẫn tiêu tốn nhiều năm trời, thậm chí là hàng thế kỷ để du hành đến các vì sao xa xôi. Và những thuộc địa mới thường không thể trông chờ vào hành tinh mẹ do khoảng cách quá lớn, mà phải tự cùng tự cấp. Theo thời gian, hình thành vô số nền văn minh của con người rải rác trên khắp thiên hà, tách biệt hoàn toàn khỏi trái đất. Họ tự phát triển các bản sắc văn hóa, thể chế chính trị, chính sách đối ngoại riêng biệt của mình. Và cũng trong khoảng thời gian đầu của kỷ nguyên công nghệ, loài người đã phát hiện ra sự tồn tại của Warp và bắt đầu nghiên cứu nó. Theo thời gian, khoảng từ thế niên kỷ thứ 18 đến 22 đã đánh dấu sự thay đổi lớn trong lịch sử với bốn phát minh được coi là quan trọng nhất của loài người xoay quanh Warp. Đó là Warp Drive, Keller Field, Navigators và STC. Đầu tiên là Warp Drive hay Warp Engine, được tạo ra vào khoảng thế niên kỷ thứ 18
là những tổ hợp máy móc được tích hợp vào các tòa không gian, giúp chúng có thể đi vào và ra khỏi warp, hay như được gọi là những chuyến warp travel hoặc là warp jump. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn với sự phát triển của loài người, vì warp không tuân theo những quy luật về thời gian, khoảng cách vật lý của thực tại, nên các tàu không gian có thể đi vào warp và di chuyển theo dòng chảy của nó trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Và khi quay trở lại không gian thực, họ đã tới đích nằm cách điểm xuất phát nhiều năm ánh sáng. Điều mà sẽ thường mất cả năm trời, thậm chí là nhiều thế hệ con người để hoàn thành trên thực tại. Tuy nhiên, warp là một chiều không gian cực kỳ khó đoán và thù địch với mọi sự sống. Những con tàu không gian không được bảo vệ khi đi vào warp sẽ bị xâm chiếm bởi quỷ dữ và các sinh vật kinh dị sống trong warp. Từ đây, phát minh thứ hai ra đời, Gellar Field. Thiết bị này giúp tạo ra một trường năng lượng của không gian thực tại, giống như một chiếc bong bóng khổng lồ bao quanh chiếc tàu không gian, làm cho việc xâm nhập vào bên trong trở nên bất khả thi đối với những thực thể đen tối của warp. Không có Gellar Field, những cú warp jump thường trở thành những cuộc du ngoạn ngắn ngủi, thảm khốc. Với Warp Drive và Gellar Field, quá trình khai phá thiên hà của con người được đẩy lên một tầm cao mới. Nhưng vì warp là một chiều không gian liên tục biến động, việc xác định hướng đi là cực kỳ khó khăn và thường phải dựa vào sự may mắn, nên những chuyến du hành warp trong thời kỳ đầu thường chỉ được thực hiện với những cú nhảy ngắn. Với mỗi lần thực hiện, thường chỉ đi được vài năm ánh sáng rồi sẽ buộc phải ra của warp để tìm lại đúng hướng đi ban đầu trên thực tại. Dẫu vậy, so với cách di chuyển thông thường trên không gian thực, những cú warp jump vẫn được coi là cực kỳ vượt trội. Dần dần, du hành warp trở thành tiêu chuẩn trong việc du hành không gian của loài người. Sau đó, vào khoảng cuối thế niên kỷ thứ 18, với yêu cầu phát triển tối ưu hệ thống du hành warp đang tăng lên không ngừng theo thời gian, loài người có được phát minh tối quan trọng thứ ba là các navigators, những hoa tiêu của biển warp. Như cái tên của họ, họ là những dị nhân có khả năng nhìn thấu warp và tìm ra những tuyến đường an toàn và chính xác cho các tàu không gian thực hiện warp travel. Tuy nhiên, các navigators không phải là psyker, những cá nhân có sở hữu và khả năng sử dụng sức mạnh psychic như hoàng đế nhân loại, mà chỉ đơn giản là một sản phẩm của các công nghệ lai tạo rèn tiền tiến. Trong nửa đầu của thời đại này, các psyker của con người vẫn còn vô cùng hiếm, với tỷ lệ chỉ là một psyker trong hàng tỷ người, và thường bị xã hội ghẻ lạnh, chối bỏ. Về lý do giúp họ tránh được sự chú ý của hỗn mang trong hàng ngàn năm trước đó thì vẫn chưa được làm rõ. Vì như ta đã biết, hỗn mang thèm một năng lượng sai kích từ linh hồn của các sinh linh và thường bị thu hút bởi các tín hiệu sai kích cả trong warp lẫn ngoài thực tại, như là những con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa vậy. Rất có thể, chính là do sự bảo vệ âm thầm của hoàng đế nhân loại. Lúc này, vẫn đang ẩn mình để quan sát, học hỏi và bí mật giúp đỡ nhân loại. Hoặc chỉ đơn giản là những tín hiệu sai kích trong linh hồn của loài người vẫn chưa đủ lớn để hỗn mang chú ý nếu so với các giống loài khác sở hữu sức mạnh sai kích mạnh mẽ hơn như là Eldar hay là Orc mà thôi. Dù sao đi, với sự hiện diện của các navigator trên bong tàu, các chuyến du hành warp có thể thực hiện một cách lâu hơn, xa hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn và chính xác hơn rất rất nhiều, giúp cho quá trình mở rộng lãnh thổ của con người tăng lên với tốc độ chóng mặt, có thể nói là theo cấp số nhân. Và cứ thế, hàng ngàn năm nữa trôi qua, vào khoảng tiền kỷ thứ 22, loài người trở thành một giống loài siêu cường cả về sức mạnh, quân sự, lãnh thổ, dân số lẫn kiến thức, công nghệ của cả thiên hà. Và với năng lực, kiến thức, công nghệ siêu việt của mình, tuổi thọ của loài người đã được kéo dài lên tới hàng thế kỷ, thậm chí là hàng ngàn năm, giúp họ có thêm thời gian để tận hưởng những tiện nghi mà nền văn minh tiên tiến của họ đem lại, hoặc tiếp tục đóng góp công sức của mình cho quá trình phát triển của xã hội. Và để tiếp tục thúc đẩy quá trình chinh phục thiên hà, loài người đã tạo ra các STC, phát minh tối quan trọng thứ tư của giống loài. STC hay Standard Template Constructs là một hệ thống dữ liệu được cho là lưu giữ sum tổng của toàn bộ kiến thức khoa học công nghệ của loài người thời kỳ đỉnh cao. STC không ngừng thu nhận, lưu trữ, truyền tải các kiến thức của loài người thu nhận được trên khắp thiên hà và cho phép tất cả các thế giới của loài người có được kiến thức khoa học, năng lực công nghệ, xã hội ngang bằng nhau trong cùng một thời điểm. Được thiết kế với mục đích chính là giúp cho các đoàn thám hiểm của con người nhanh chóng cải tạo môi trường, thiết lập thuộc địa trên các hành tinh mới, vì họ sẽ không thể mang theo lượng kiến thức không thể đong đếm của loài người. Thậm chí nếu có thể, thì cũng khó để họ có thể hiểu được và sử dụng các kiến thức đó. STC đã được tạo ra để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Một hệ thống STC hoàn chỉnh sẽ hoạt động như một siêu máy tính, cung cấp mọi kiến thức của nhân loại cho các cư dân,
cho phép họ xây dựng các nơi trú ẩn, trồng trọt, chế tạo máy móc từ đơn giản đến siêu phức tạp, các phương tiện, vũ khí từ dao rựa cho đến những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, mà không cần biết trước bất kỳ kiến thức nào. Không những thế, STC còn cho phép họ sử dụng được hầu hết mọi dạng tài nguyên có sẵn tại hành tinh mới hoặc từ chính con tàu không gian của họ, giúp họ có thể xây dựng và bảo vệ các thổ địa vững chắc bất chấp sự khắc nghiệt của địa hình, môi trường, khí hậu hay cả niềm tài nguyên. Và như vậy, với bốn phát minh vĩ đại này, nhân loại vừa nỗ lực chinh phục thiên hà của mình ra các vì sao ở tận cùng của Milky Way một cách nhanh chóng bằng các kỹ thuật cải tạo địa hình, môi trường và các công nghệ siêu việt của STC đã giúp con người biến những thế giới cằn cỗi thành những hành tinh xanh tươi có thể sinh sống được. Và theo thời gian, hàng trăm ngàn thế giới thuộc địa, thậm chí có thể là hàng triệu, đã được con người thiết lập trên khắp thiên hà. Và nhờ vào hệ thống Warp Drive, các thuộc địa của loài người vẫn luôn giữ được sự liên kết với trái đất, cho phép họ duy trì sự thống nhất. Nguồn tài nguyên, tri thức từ các thuộc địa đã mang lại cho loài người kiến thức, sự thông thái, thịnh vượng và kiêu ngạo. Khoa học được đặt lên trên tất cả. Thậm chí, theo như Imperium, thì nó đã được tôn thờ như một tôn giáo vậy. Và trong quá trình khai phá thiên hà của mình, nhân loại đã gặp phải vô số chủng loài ngoài hành tinh khác nhau, từ vô hại đến cực kỳ thù địch, dẫn tới những cuộc chiến đầu tiên giữa con người và các giống loài ngoài hành tinh, hay những cái gọi của Imperium là Xenos. Tuy nhiên, với việc nhân loại tiến gần đến đỉnh cao sức mạnh, mối đe dọa từ Xenos dần được thu nhỏ, và cuối cùng, nhiều chủng tộc Xenos đã chấp nhận làm đồng minh và chung sống hòa bình cùng với loài người, hoặc đã buộc phải ký kết các thỏa thuận không xâm lấn, tiêu biểu có Eldar, thậm chí theo lời đồn có cả loài Orc, một điều có vẻ như không tưởng đối với bản chất bạo lực của giống loài này. Và như vậy, nhân loại chính thức tạm thời đỉnh cao của mình, hay The Golden Age, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 22, khi những thành tựu khoa học, công nghệ, quy mô dân số, lãnh thổ, sức mạnh quân sự, tài nguyên vượt xa hầu hết tất cả mọi giống loài khác trong thiên hà, ngoại trừ Eldar. Giống loài Xenos đã và vẫn đang làm chủ thiên hà trong hàng chục triệu năm trước cả khi loài người xuất hiện. Tuy nhiên, phần vì họ đã quá ngạo mạn do vẫn đang nắm giữ vị trí bá chủ thiên hà, với quy mô lãnh thổ, công nghệ có thể nói là vẫn đang bỏ xa loài người. Phần vì họ đã quá bận bịu với những thú vui hoan lạc của riêng mình nên đã không thực sự để tâm đến việc ngăn cản sự phát triển của loài người. Và như bạn đã biết hoặc là chưa biết, tham vọng của con người là vô đáy. Do đó, nhân loại vẫn tiếp tục quá trình xây dựng thuộc địa, nghiên cứu khoa học của mình. Và rồi, tại một thời điểm không xác định của kỷ nguyên công nghệ, họ đã tạo ra được trí thông minh nhân tạo thực sự đầu tiên, được gọi chung bởi các nhà sử học Imperium of Man là Man of Iron, được tạo ra và sử dụng như những người hầu, nô lệ của con người. Nhưng khác với những loại AI trước kia mà họ đã tạo ra, Man of Iron có thể suy nghĩ độc lập và có những tham vọng riêng, hệt như những sinh vật sống vậy. Và rồi, tương tự như những vũ trụ viễn tưởng khác, khi mà máy móc trở nên vượt trội hơn con người, các Man of Iron đã nổi dậy, tin rằng bản thân chúng xứng đáng làm chủ hơn loài người, dẫn tới cuộc xung đột với quy mô tận thế vào khoảng cuối thế kỷ thứ 23, được gọi là Cybernetic Revolt. Một cuộc chiến với quy mô và sức hủy diệt kinh hoàng đến mức khiến cho thảm kịch Horus Heresy xảy ra hàng ngàn năm sau đó trông có vẻ nhạt nhòa. Cả Man of Iron lẫn nhân loại đã sử dụng những công nghệ có thể ăn cả hành tinh, những vũ khí có thể phá hủy mặt trời, những thiết bị có thể ném toàn bộ lục địa lên thiên đàng, và những đàn máy móc nano có thể bao phủ toàn bộ hành tinh trong nháy mắt. Tuy nhiên cuối cùng, với sự đoàn kết, loài người và các loài Xenos đồng minh đã đánh bại và tiêu diệt được gần như hoàn toàn các Man of Iron. Và ngay cả những Man of Iron vẫn trung thành với chủ nhân loài người cũng không được phép sống sót sau cuộc chiến. Nhưng để có được chiến thắng này, nhân loại đã phải trả một cái giá rất đắt. Sự tàn phá, chết chóc bao phủ gần như mọi thế giới của nhân loại, bao gồm cả trái đất. Thiệt hại nhân mạng không thể đong đếm
nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng vật chất bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Phần lớn những kiến thức, công nghệ mà loài người có được đã bị phá hủy hoặc bị mất trong cuộc chiến, đặt dấu chấm hết cho thời đại hoàng kim của loài người. Sau đó, để tránh lịch sử lặp lại, những hoạt động nghiên cứu phát triển tiếp theo của các dạng trí tuệ nhân tạo đều đã bị cấm hoàn toàn và đặt ngoài vòng pháp luật. Lệnh cấm này vẫn còn nguyên giá trị ở thời đại của Emperor Man ngày nay và là một trong những giáo điều cấm kỵ tuyệt đối của Adeptus Mechanicus. Trong tiểu thuyết First and Only, một mảnh STC đã được khám phá sau đó hàng ngàn năm bởi lực lượng Imperial Guard của đế chế nhân loại trên một hành tinh bị chiếm giữ bởi hồn ma. Đây không chỉ là một mảnh STC, mà nó còn là STC chứa đựng quy trình sản xuất Man Iron. Và điều làm cho họ sửng sốt nhất chính là các Man Iron trong STC này đã bị suy đồi bởi hồn ma. Điều này cho thấy rằng các Man Iron không chỉ nổi dậy vì bất mãn với con người, mà rất có thể còn do sự biến chất gây ra bởi hồn ma. Do đó, vì những nguy hiểm tiềm tàng mà AI có thể đem lại, nên ở vào thời đại của Imperial Man ngày nay, việc nghiên cứu phát triển khôi phục trí tuệ nhân tạo, hay như được gọi bởi Adeptus Mechanicus là Abominable Intelligence, đã được đặt vào hàng trọng tội. Giờ đây, trên toàn cõi Imperium of Man, bạn chỉ có thể tìm thấy những dạng máy móc cơ giới đơn giản, không tự động, không AI. Và nếu có, thì cũng chỉ là những dạng nửa AI đơn giản nhất và bắt buộc phải nằm dưới sự điều khiển của một bộ não con người. Tiêu biểu là các Servitors, những nô lệ nửa người nửa máy có được tìm thấy trên khắp đế chế Imperium, thường là những tù nhân, những kẻ dị giáo, những tên tội phạm xấu số đã phạm phải những điều luật hà khắc của đế chế. Họ bị tẩy não, thay thế các bộ phận cơ thể bằng máy móc kim loại và tước đi cảm xúc lẫn khả năng tự nhận thức để có thể tuyệt đối tuân lệnh, cũng như tránh được nguy cơ bị suy đồi bởi hồn ma và nổi dậy chống lại chủ nhân của chúng. Cybernetic Revolt thực sự là một sự kiện kinh hoàng đối với nhân loại, nhưng hậu quả của nó vẫn còn giữ nguyên ảnh hưởng cho tới ngày nay. Rõ nhất chính là bối cảnh viễn tưởng đan xen những loại công nghệ kỹ thuật có vẻ kém hiện đại của Imperial Man hiện tại, thiên kỷ thứ 41. Thậm chí có rất nhiều thứ có thể coi là tồi tàn khi so với các công nghệ của thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, vào khoảng thiên kỷ thứ 23, khi mà con người vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau cuộc chiến với Man Iron, tai họa lại ập xuống nhân loại. Cycle bỗng được sinh ra một cách tự nhiên với số lượng lớn trên khắp các thế giới của loài người. Khác với các Navigators, có đặc điểm nhận dạng đặc trưng là có mắt thứ ba mọc trên trán và bị hạn chế với khả năng đó là nhìn thấu warp. Nhưng Cycle thế hệ mới này lại rất khác biệt. Họ không hề có cho mình đặc điểm nhận dạng nào rõ ràng và cũng không có mối liên kết thống nhất về dòng dõi gia tộc nào như các Navigators. Các Cycle này cũng không chỉ đơn giản là nhìn thấu warp, mà họ có khả năng kéo nguồn năng lượng tâm linh trực tiếp từ warp để tạo ra những phép thuật. Họ có thể đọc và điều khiển tâm trí người khác, di chuyển đồ vật từ nhỏ như cây bút đến lớn như tòa nhà chỉ với một suy nghĩ, vân vân. Ban đầu nhiều người đã coi đây như một sự kiện vĩ đại, diệu kỳ, là khởi đầu cho bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại, để họ trở thành giống như loài Eldari, giống loài đang sở hữu cả sức mạnh sai kích mạnh mẽ của thế giới phi vật chất và năng lực công nghệ siêu việt của thế giới vật chất. Một số khác còn hy vọng với các sai cơ, con người sẽ khôi phục được thời đại hoàng kim đã mất của mình. Nhưng họ đã sai lầm. Trong khi các sai cơ của con người có thể sử dụng sức mạnh sai kích từ warp, họ lại thiếu đi khả năng kiểm soát nó như loài Eldar. Và warp là chiều không gian chứa đựng nguồn năng lượng sai kích vô tận với bản chất và tính chất không rõ ràng, không thể hiểu rõ và không thể kiểm soát được đối với gần như tất cả sinh vật của thực tại. Hầu hết những người tiếp xúc trực tiếp với năng lượng sai kích của warp sẽ trở nên điên loạn. Và chỉ những người có đủ sức mạnh của ý chí tinh thần đủ mạnh mẽ hoặc được chọn lọc kỹ lưỡng như các Navigators mới có thể loại bỏ nguy cơ này khi sử dụng năng lượng sai kích. Dẫu vậy, dù cho các sai cơ có thể tránh được việc bị tàu hỏa nhập ma, thì việc sử dụng năng lượng sai kích của họ vẫn sẽ luôn thu hút sự chú ý của những thứ thể đen tối của Ematerium, như thể những đốm lửa thu hút những con thiêu thần vậy. Và khi một sai cơ tiếp xúc với một thực thể của Warp mà không có đủ sức mạnh tinh thần để chống lại sự xâm chiếm tâm trí của chúng, sẽ bị chúng thao túng hoặc chiếm hữu cơ thể, biến họ trở thành những cầu nối giúp cho những thứ thể báng bổ của hồn ma xâm nhập vào thực tại. Từ đó chúng sẽ sử dụng chính cơ thể và năng lực sai kích của họ để tàn phá, biến đổi thực tại theo ý muốn đen tối của chúng. Sự xuất hiện của các sai cơ có thể nói vừa là cơ hội vừa là một nguy hiểm tiềm tàng.
Điều này được phản ánh trực tiếp trên những ghi chép lịch sử về các Psyker xuyên suốt thời kỳ này. Trong khi những Psyker có được ý chí đủ mạnh để kiểm soát sức mạnh, có khả năng tạo ra những phép màu để giúp đỡ những người đã chào đón cưu mang họ, thì vô số thế giới trên khắp thiên hà lại ghi nhận những Psyker điên loạn, sử dụng sức mạnh psychic của mình một cách bừa bãi, gây ra sự hủy diệt, đổ máu một cách vô nhân tính. Lần đầu tiên, nhân loại đối mặt với một vấn đề mà họ không thể tìm ra giải pháp. Không có STC nào chứa đựng công nghệ để phát hiện Psyker, không có bài thử nào có thể xác định liệu Psyker đó có tâm trí đủ mạnh để kiểm soát sức mạnh của mình và chống lại được sự xâm chiếm của quỷ dữ hay không. Và rồi, khi mà con người đang phải gồng mình để chống lại cuộc khủng hoảng Psyker, thì Warp lại bị khuấy động dữ dội do nguồn sức mạnh tiêu cực khổng lồ từ chiến tranh, đổ máu. Và trên hết, như những gì được kể trong tập thứ 3 của series Dòng Thời Gian 40K, chính là do sự suy đồi cùng cực trong hàng triệu năm của đế chế Xenos hùng mạnh nhất thiên hà, Eldari. Sản phẩm của ZO1 cổ đại đã tuyệt chủng hơn 65 triệu năm trước, và cũng là giống loài đã kế thừa phần lớn di sản của ZO1. Và với hàng chục triệu năm không đối thủ, Eldari đã tạo ra một đế chế hùng mạnh, vượt xa cả loài người. Và với những công nghệ siêu việt, đã giải phóng họ hoàn toàn khỏi lao động trần tay. Theo thời gian, gần như cả giống loài Eldari bắt đầu thu mình vào trong để tận hưởng những thú vui hoan lạc của chính mình. Và với những xúc cảm mạnh mẽ của mình, hành động của họ ngày càng trở nên cực đoan hơn khi Eldari bắt đầu theo đuổi những thú vui đen tối, suy đồi. Và nó đã tiếp diễn trong hàng triệu năm. Nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ của nền văn hóa khoái lạc vô độ mang tên Eldari được dồn vào thế giới tâm linh. Chúng khuấy động và tạo nên hàng ngàn cơn bão sai kích khổng lồ trong lòng Warp. Điều mà dường như không ảnh hưởng đến bản thân loài Eldar. Vì thay vì du hành không gian qua Warp như con người, họ có cho mình hệ thống du hành Webway được thừa hưởng từ ZO1 nằm ngoài Warp. Nhưng đối với con người, hậu quả của nó là vô cùng nặng nề. Những cơn bão sai kích đã khiến cho việc du hành Warp của nhân loại trở nên vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Và theo thời gian, nó trở thành bất khả thi. Ngay trong lúc con người đang cần chia sẻ kiến thức và tài nguyên để đối mặt với cuộc khủng hoảng Psyker, thì con đường duy nhất đến các thế giới thuộc địa của họ lại đột ngột bị cắt đứt. Cùng với đó, số lượng của các Psyker bị xâm chiếm bởi hỗn mạng đang ngày càng tăng cao. Nhiều thế giới xa xôi bị cô lập hoàn toàn do không thể du hành Warp, buộc phải tự mình chống lại các Psyker điên loạn, và thường kéo theo những cái chết kinh dị của hàng tỷ người vô tội khi các Psyker bóp méo thực tại để thỏa mãn quỷ dữ đang chiếm giữ xác thịt của họ. Các Psyker ban đầu được xem như hy vọng thì giờ đây lại trở thành một dịch bệnh chết chóc với tần suất lây lan ngày càng lớn. Sự hỗn loạn, sợ hãi, tức giận len lỏi vào xã hội, tạo ra những cuộc săn phù thủy theo đúng nghĩa đen. Nhưng vận rủi của loài người vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần này nó đến từ các loài Xenos, ngay cả những loài đồng minh đã chung sống hòa bình và bị loài người áp đảo trước đây. Chúng đã nắm bắt cơ hội ngay khi nhận thấy nhiều thế giới của loài người bị suy yếu và cô lập. Từ đó, lần lượt hàng trăm hệ hành tinh của con người bị tấn công bởi các loài Xenos khác nhau. Các hành tinh bị cướp sạch tài nguyên và trở thành thuộc địa của các loài Xenos. Còn các cư dân của con người thường bị chúng diệt chủng hoàn toàn, hoặc bị chúng bắt làm nô lệ mà không hề có hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ các hành tinh con người khác. Bị áp đảo bởi Psyker, Xenos, và trên hết là bị cô lập giữa khoảng không vô tận của thiên hà. Khối liên minh nhân loại sụp đổ hoàn toàn. Những hành tinh phụ thuộc vào nguồn cung từ các hành tinh khác chết dần khi rơi vào khủng hoảng tài nguyên, lương thực. Thời đại công nghệ của loài người chính thức chấm dứt. Và họ bước dần vào kỷ nguyên đen tối và đẫm máu như lịch sử tồn tại của mình. Kỷ nguyên xung đột. The Age of Strife. Được nhớ tới với nhiều cái tên khác nhau: The Long Dark, Old Night, The Age of Strife. Được xem là kỷ nguyên đen tối nhất của loài người. Trong hơn 5.000 năm, từ cuối thế niên kỷ thứ 25 đến 30, nhân loại chìm sâu dưới cái bóng của sự hỗn loạn, sự tự hủy diệt và sự bạo lực điên cuồng của chính họ. Bị tấn công liên tục bởi Psyker, Xenos, kết hợp với sự cô lập từ những cơn bão Warp, lần lượt đẩy các nền văn minh huy hoàng một thời của con người sụp đổ, hoặc bị hủy diệt hoàn toàn, trở thành những thế giới chết, dead worlds, hoặc rơi vào những cuộc nội chiến không hồi kết. Những vũ khí khủng khiếp của thời đại công nghệ đã được giải phóng, tàn phá vô số thế giới thuộc địa của con người,
và biến những thế giới trù phú như Ba Sanctus trở thành những hành tinh sa mạc. Vì sự hỗn loạn của thời kỳ này nên có rất ít hay gần như là không có thông tin về phần lớn thế giới thuộc địa của loài người. Nhưng nhìn chung là chỉ những thế giới đủ may mắn và sức mạnh mới có thể sống sót qua được sự hỗn loạn của thời kỳ này. Ngoài ra, chỉ có số phận của hai thế giới quan trọng mà lịch sử Imperium of Man ghi chép được trong thời đại này, đó là Trái Đất và Sao Hỏa. Sao Hỏa từng là một thiên đường công nghệ, một trái đất thứ hai, được xây dựng bởi những tinh hoa công nghệ đỉnh cao của loài người, đồng thời là nơi đã tạo ra phần lớn phát minh siêu việt của loài người, cũng nhanh chóng rơi vào sự hỗn loạn khi việc du hành qua bị cắt đứt. Nhiều phe phái bắt đầu gây ra những cuộc chiến tranh tàn bạo nhằm tranh giành quyền lực, tài nguyên trên Sao Hỏa bằng các vũ khí bí ẩn có sức hủy diệt không thể tưởng tượng nổi, bao gồm cả sức mạnh tâm linh. Bộ khí quyển nhân tạo bị đốt cháy hoàn toàn, và một nửa bề mặt dì xét của hành tinh đỏ bị thiêu đốt dưới bức xạ chết chóc của mặt trời. Môi trường xanh tươi một thời của Sao Hỏa từng là nơi sinh sống của hàng tỷ con người, hóa thành một sa mạc cằn cỗi đỏ thẫm như nó đã từng hàng chục ngàn năm về trước. Nhưng rồi, sau một khoảng thời gian rơi vào tình trạng vô chính phủ, loạn lạc trầm trọng, thì một phe phái có tên là Mechanicum đã giành lấy chiến thắng từ những phe phái đối lập và thống nhất Sao Hỏa. Khởi nguồn của Mechanicum là một tôn giáo kỳ lạ, tin rằng kiến thức và công nghệ chính là đấng toàn năng và sự cứu rỗi chỉ có thể được tìm thấy ở máy móc. Vì vậy, đối tượng mà sự sùng kính của họ dành cho là vị thần toàn năng của máy móc, The Machine God hay Omnicile, mà theo họ là nằm trong và cai quản tất cả công nghệ máy móc và kiến thức trong vũ trụ, từ thấu kính hiển vi đơn giản nhất cho đến những con tàu không gian hiện tại nhất. Theo Code Mechanicus, giáo hội của Sao Hỏa, thì Omnicile đã lựa chọn nhân loại để che chở và cũng là người khởi tạo tất cả các kiến thức công nghệ mà loài người có được thời kỳ đỉnh cao. Những công dân của Mechanicum được dẫn dắt bởi các thành viên của giáo hội Sao Hỏa, được gọi là các Tech Priest vì sự sùng kính tuyệt đối của họ với Omnicile. Họ cống hiến cuộc đời của mình cho vị chủ máy toàn năng. Và để tiến gần hơn với vị thần của họ, họ đã cấy ghép thay thế phần lớn cơ thể da thịt của mình với kim loại và máy móc đến mức không còn nhận ra nổi hình dáng con người. Và họ đều có mục đích, nhiệm vụ chung là tìm lại các kiến thức, công nghệ đã mất của loài người, từ đó nhằm khôi phục vị trí của nhân loại dưới sự che chở của Omnicile, hay như họ gọi là Quest for Knowledge, bổn phận vì trí thức. Đối với phần lớn các Tech Priest của Sao Hỏa, mục tiêu của cuộc truy tìm trí thức này là tìm ra một hệ thống STC hoàn chỉnh, hệ thống dữ liệu lưu trữ sam tổng của tất cả những kiến thức, công nghệ mà Omnicile đã dành cho loài người. Này, chỉ còn là những mảnh vụn giải ra các thế giới đã mất của con người. Để làm được điều đó, họ đã lấp đầy Sao Hỏa với những lò rèn, nhà máy khổng lồ và bắt đầu chế tạo vũ khí, những cỗ máy chiến tranh và các tàu không gian để đi vào những khoảng lặng hiếm hoi trong lòng Warp với hy vọng sẽ tìm được những hành tinh mới, nơi mà họ có thể khai quật lại những công nghệ đã thất lạc hoặc để khai thác tài nguyên, chế tạo vũ khí khí tài cho Sao Hỏa để tiếp tục phục vụ cuộc truy tìm trí thức. Từ đây, những hành tinh công nghiệp Forgeworld đầu tiên ra đời. Các Tech Priest sau đó đã đến thăm trái đất, nhưng họ đã kinh hoàng trước sự hỗn mang ở đó và nhận thấy rằng hầu như đã không còn gì đáng để họ cứu vãn. Trái đất, thủ đô vĩ đại của Liên minh Nhân loại hùng mạnh một thời, cũng đã phải chịu chung số phận của các thuộc địa của nó không lâu sau khi phần lớn cơ sở hạ tầng và dân số bị hủy diệt vì thảm họa Cybernetic Revolt và cuộc khủng hoảng Cycle, cộng thêm việc mất đi hoàn toàn sự hỗ trợ từ các thuộc địa, điều mà trái đất đã phụ thuộc trong hàng ngàn năm để nuôi sống hàng trăm tỷ cư dân của nó, đã khiến cho sự hỗn loạn bùng nổ. Trái đất nhanh chóng hóa thành một hành tinh nhiễm xạ hoàng tàn khi chính những cư dân của nó bắt đầu tấn công lẫn nhau để tranh giành những nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại. Đầu tiên là cục bộ, sau đó là quy mô toàn cầu. Mọi loại vũ khí, nguyên tử, hóa học, sinh học, tất cả đều đã được giải phóng lên bầu trời để rồi trút xuống đồng loại của mình. Và trong nhiều trường hợp, kẻ nhấn nút cũng không thoát được. Và cuộc sống đã tiếp diễn như vậy trong hàng ngàn năm. Sự hỗn mang của thời kỳ này là không thể diễn tả, thậm chí là hình dung nổi đối với những thế hệ đi trước của trái đất, ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của chính họ. Và đến thế niên kỷ thứ 28,
gần như tất cả các dấu vết của nền văn minh huy hoàng trên trái đất đã biến mất hoàn toàn. Những ngọn tháp hùng vĩ của nó vẫn chạm tới thiên đàng, những tổ hợp Hive City vẫn đâm sâu dưới lòng địa ngục, nhưng giữa chúng chỉ còn lại cát bụi. Những đại dương đã hóa thành sa mạc từ lâu, bị cạn khô, bị bốc hơi, bị nhiễm độc hay bị giấu đi bởi lòng tham. Gần như toàn bộ thảm thực vật, sinh vật tự nhiên của hành tinh đã biến mất không dấu vết. Khoa học, công nghệ, kiến thức, sự bình đẳng, công lý, trật tự và sự đoàn kết đã bị lãng quên bởi những kẻ sống sót. Thế giới quê hương của loài người này chẳng khác gì một bãi phế liệu độc hại khổng lồ, là nơi sinh ra, là chiến trường và là nấm mồ của những bộ lạc du mục bán nguyên thủy, tiền đồn vũ trang lẻ tẻ và các quốc gia màn rợ. Với mỗi mét đất đều được thống trị bởi sự bạo tàn của những techno barbarians, bao gồm những tên bạo chúa khát máu, các warlord tự xưng, những băng đảng bất trị và những sai cơ bị quỷ ám. Nổi bật có Damodkin của Hyblazius, Kalagan của Ursh, Cardinal Tang của Unisic Block, thiên tà điên Nathan Dun của đế chế Papan Civic và Devashan, được cho là đã tranh giành vị trí trị vì địa cầu trong thời đại này. Các quốc gia khác được biết đến bao gồm Phrenic, Germany, Jeptus, America, Motherfreak Conclaves, Terawatt Clan và Abion. Bên cạnh đó là các chủng tộc nhỏ hơn như là người Nordic, v.v. Cả vùng lãnh thổ và quốc gia này liên tục gây chiến với nhau với những vũ khí hủy diệt hoàng loạt từ thời Dark Age để giành lấy những mảnh vụn còn lại của nền văn minh cổ đại. Hàng trăm tỷ người, thậm chí còn hơn thế nữa, đã chết và bị lãng quên. Trong khi những cái tên như The Unspeakable King hay The Seven Neverborn lại luôn được nhớ tới như những bóng ma, khiến cho các thế hệ đi sau phải kinh hãi vì những tội ác tày trời của chúng. Trong sự hỗn loạn không hồi kết này, mạng sống con người trở nên rẻ mạt hơn những thứ để duy trì chính nó, sự ngu dốt và hoang tưởng liền ngồi thống trị tất cả. Sự mê muội của những người dân lầm than thường bị những vị thánh thần tự xưng lợi dụng. Chúng sử dụng tôn giáo, tín ngưỡng và lòng tin của dân chúng để làm bàn đạp cho những cuộc thánh chiến báng buộc. Kiến thức đã mất, công lý đã chết, hy vọng đã không còn. Thế giới quê hương của loài người không gì hơn là một sân chơi độc hại khổng lồ của những tên sát nhân, những kẻ đột biến, sai cơ điền loạn. Chúng cắn xé lẫn nhau bởi vì lấy sự sống một cách tuyệt vọng. Trong hơn 5.000 năm, chúng đã trôi dậy, bị nghiền nát rồi lại trôi dậy từ phía trên tầng mây nhiễm phóng xạ cho đến bên dưới lòng hỏa ngục của trái đất, khiến cho hành tinh mẹ của loài người chẳng khác gì địa ngục trần gian. Trong hơn 5.000 năm, đây là những gì mà vô vàn thế hệ con người, không chỉ của trái đất mà trên hàng triệu thế giới đã mất của nhân loại phải chống lại để sinh tồn. Nhưng thiếu đi sự đoàn kết, sức mạnh và sự dẫn đường đúng đắn, nhân loại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đếm ngược đến ngày tuyệt chủng. Từ khi sinh ra, nhân loại đã là một giống loài kiên cường. Và mặc cho sự tăm tối của Onight, trên trái đất vẫn còn bộ phận nhỏ những người tin vào sự cứu rỗi một ngày sẽ tới với giống loài. Họ là thành viên của một tổ chức bí ẩn được gọi là Sigilite. Tổ chức này được thành lập bởi nhà thông thái trước cả khi bóng đêm của Onight ập tới. Vì họ đã sớm nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng từ Warp và những sai cơ mới xuất hiện giữa nhân loại. Bởi vì thế, họ đã xây dựng một tổ hợp khổng lồ làm nơi trú ẩn trên những ngọn núi cao nhất của dãy Himalaya. Tại đó, họ cất giấu và canh giữ những kiến thức, vũ khí, công nghệ đáng sợ nhất của thời đại Hoàng Kim để bảo vệ trái đất khỏi sự hủy diệt của chúng. Đồng thời, đây cũng là nơi mà họ bảo tồn một kho tàng vô giá thuộc về nền văn hóa của nhân loại, bao gồm những bức họa, tượng điêu khắc, các tác phẩm văn học cổ đại, vân vân. Những thứ đã từng đem đến cho cuộc sống của loài người mục đích và ý nghĩa mà không chỉ là sự sinh tồn đơn thuần. Các Sigilite tự nhận cho mình nhiệm vụ bảo tồn những gì còn lại và tìm ra sự cứu rỗi cho giống loài của mình. Nhưng rồi, hàng ngàn năm đã trôi qua mà vẫn chưa có hy vọng nào được tìm thấy. Không có giải pháp nào cho sự hỗn loạn của giống loài. Không có sự cứu rỗi nào từ các vì sao. Và các Sigilite cũng dần biến mất. Cho đến cuối thế niên kỷ thứ 29, chỉ còn lại duy nhất một Sigilite. Tên ông ta là Makador. Ông được cho là một trong những sai cơ hùng mạnh nhất từng tồn tại của loài người. Không những thế, ông còn là một học giả uyên bác với tấm lòng của một thầy tu. Ấy vậy, mặc cho mọi kiến thức mà ông nắm giữ, mọi sức mạnh mà ông làm chủ, mọi kho báu mà ông bảo vệ, Makador vẫn không thể loại bỏ được cơn thịnh nộ của Warp. Ông không thể giết hết mọi tiền bạo chúa khát máu của trái đất, không thể vén được bức màn bí ẩn về Warp, và càng không thể tìm thấy con đường nào đúng đắn dành cho giống loài của mình. Ông ta chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó,
nhân loại sẽ thức tỉnh khỏi cơn điên loạn kia và giải phóng chính mình khỏi màn đêm của Âu Nai và trồi dậy thêm một lần nữa. Và thế là ông lại làm điều duy nhất mà mình có thể. Chờ đợi. Và rồi một ngày, ông xài bước chân của mình ra những sa mạc hoang tàn của trái đất để kiếm tìm sự cứu rỗi. Và ông đã tìm thấy nó. Những điều mà ông tìm thấy không phải một đội quân hùng mạnh đến từ các vì sao, cũng không phải một kho tàng kiến thức vĩ đại từ đống đổ nát, mà chỉ là một người đàn ông cô độc, cao lớn, khoác trên mình một bộ giáp hoàng kim, sở hữu một đôi mắt cổ xưa, chứa đựng sự kiên định và kiến thức vô ngân, đủ để trả lời mọi câu hỏi trong lòng của vị sư Jedi cuối cùng, với khả năng truyền cảm hứng và sức lôi cuốn của một vị thần, và với sự chắc chắn không huyễn hoặc của mình. Makaro đã gọi anh ta với cái tên Hoàng đế nhân loại, vị cứu tinh của loài người, The Lord of Lightning, The Master of Mankind, The Emperor of Humanity. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Makador đã nhanh chóng nhận ra được vai trò của Hoàng đế mà không hoài nghi. Ngài chính là người mang trong mình sự cứu rỗi cho nhân loại mà ông ta tìm kiếm bấy lâu nay, là đấng cứu thế cuối cùng, vì ngài nắm giữ sức mạnh và trí thức thậm chí vượt qua cả thời đại hoàng kim của họ. Vì chỉ có ngài mới thấu hiểu được kẻ thù khủng khiếp mà nhân loại đang phải đối mặt, và chỉ ngài mới biết cách để chống lại chúng. Chỉ có ngài mới có thể nhìn thấy con đường đúng đắn để cứu lấy và phục dựng lại nền văn minh đã mất của giống loài. Khi vị sư dài cuối cùng tìm thấy hoàng đế, ngài có vẻ cũng chỉ là một tên warlord trong hàng hà những tên bạo chúa tự xưng khác của trái đất. Nhưng mà cái đó biết rõ rằng ngài vượt xa tất cả chúng. Ngài là hiện thân sống của những vị thần trong truyền thuyết, sở hữu những kỹ năng siêu phàm ở mọi lĩnh vực. Ngài là một chiến lược gia tài ba, một chiến binh hùng mạnh và là một nhà khoa học thiên tài. Tất cả những yếu tố để tạo nên một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Trên hết, hoàng đế chính là sai cơ đầu tiên và cũng là sai cơ hùng mạnh nhất của loài người. Vì vậy, ngài có khả năng hiểu được bản chất đen tối của Immaterium, cũng như cách để giải thoát nhân loại khỏi sự đày đọa của thế lực hỗn mang đang ẩn sâu trong lòng nó. Không như những tên Techno Barbarians thảm hại, lao đầu vào chỗ chết mỗi ngày chỉ để tranh giành những thứ tầm thường như chính bản thân của chúng. Mục tiêu của vị Warlord mà Makador gọi là hoàng đế vĩ đại hơn thế rất, rất nhiều. Không chỉ hy vọng, điều mà hoàng đế muốn đem lại cho cả giống loài chính là sự phục hưng thực sự. Đưa loài người trở lại vị trí đỉnh cao đã mất từ lâu, và hơn thế nữa là trở thành bá chủ thiên hà. Nhưng để làm được điều đó thì ngay cả với sức mạnh vô biên của ngài thì cũng không thể thực hiện một mình, mà cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự hỗ trợ từ những bề tôi trung thành. Và Makador đã trở thành một trong số họ. Và với nguồn sức mạnh tâm linh và tri thức khổng lồ của mình, đóng góp của ông vào sự chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm sự phục hưng của loài người là vô cùng to lớn. Tiêu biểu chính là việc ông đã trao cho hoàng đế dãy Himalaya, biến nó trở thành một căn cứ địa vững chãi cho cuộc trừng phạt của ngài. Tại đây, hoàng đế đã cùng với Makador và những biệt tôi trung thành khác của mình chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc trừng phạt của mình. Ngài biết để đạt được mục đích phục hưng nhân loại của mình thì ngài cần phải hành động thật nhanh trước khi nhân loại hoàn thành quá trình tự hủy diệt của chính họ. Do đó, các biện pháp hòa bình và đàm phán cần phải được gạt bỏ sang một bên. Đây bắt buộc phải là một hành động quân sự, một cuộc thập tự chinh vĩ đại để thống nhất loài người hiện đang lạc lối trên khắp thiên hà. Nhưng trước khi cuộc thập tự chinh vĩ đại của ngài có thể hiện thực hóa, ngài cần phải hoàn thành bước đầu tiên của mình, đó là khôi phục lại nền văn minh và trật tự trên trái đất, hành tinh mẹ của loài người. Vì chỉ khi trái tim của nhân loại được chữa lành thì cơ thể của nó mới có thể sống lại. Từ đây, công cuộc chuẩn bị cho những cuộc chiến vì sự thống nhất của trái đất, Unification Wars, bắt đầu. Sau hơn 5.000 năm cắm rễ trên trái đất, sự điên loạn đã ngấm quá sâu vào xương tủy của hầu hết những kẻ sống sót. Những sai cơ điên loạn không còn hy vọng cứu chữa vì linh hồn của họ đã bị vế bẩn hoàn toàn. Những Techno Barbarians nhất quyết chống lại lý tưởng về sự đoàn kết của hoàng đế, vì chúng đã tàn sát lẫn nhau trong hàng ngàn năm. Vậy nên, trước khi hoàng đế có thể gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho địa cầu, ngài cần phải đoạt lại nó bằng vũ lực, tiến hành các cuộc chiến để chấm dứt mọi cuộc chiến bằng những đội quân hùng mạnh và tàn bạo. Tuy nhiên, không một đạo quân du mục nào trên trái đất có đủ khả năng này.
họ buộc phải được tạo ra với sự cường hóa biến đổi phù hợp nhất với mục tiêu của hoàng đế. Và thế là ngài và các bề tôi của mình lại lui vào lòng của dãy Himalaya. Và sau hàng thập kỷ, thậm chí có thể là hàng thế kỷ bí mật nghiên cứu, phát triển những công nghệ biến đổi gen siêu việt, chế tạo những bộ giáp, những vũ khí mạnh mẽ dành cho đội quân hùng mạnh của ngài. Hai sản phẩm hoàn hảo cho những cuộc chiến thống nhất đã ra đời. Đó là Legio Custodes và các Thunder Warriors. Sản phẩm đầu tiên và cũng là hoàn mỹ nhất của hoàng đế là các Custodian của Legio Custodes. Thường được miêu tả đơn giản là đội cận vệ của hoàng đế. Nhưng họ còn hơn thế nữa. Các Custodes đều được tạo tác như những viên kim cương tinh xảo nhất dưới bàn tay của đích thân hoàng đế. Họ hoàn toàn không có năng lực sai kích để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi warp. Bù lại, họ được tạo ra bởi sự kết tinh của tất cả những gì mà nhân loại đạt được trong thời đại hoàng kim của mình. Họ là những biểu tượng tráng lệ cho quá khứ lộng lẫy đã mất và tương lai huy hoàng đang chờ đợi loài người đoạt lấy. Về mặt thể chất, họ là những siêu chiến binh bất khả chiến bại, to lớn hơn, nhanh hơn, mạnh hơn bất kỳ chiến binh nào từng được sinh ra của loài người. Họ làm chủ tất cả mọi kỹ năng, mọi loại võ thuật, mọi phương cách mà một người có thể sử dụng để giết một người khác. Không chỉ sức mạnh đơn thuần, bộ óc của họ cũng đã được nhào nặn một cách gần như hoàn hảo bởi chính hoàng đế và Makro. Với sự am hiểu sâu rộng về lịch sử, khoa học, nghệ thuật chiến tranh, v.v. Điều này cho phép tất cả mọi Custodian tham gia vào những cuộc tranh luận thông thái với chính Makro và hoàng đế. Do đó, họ không chỉ đơn giản là những cận vệ, mà còn những cố vấn thân cận nhất của chủ nhân loài người. Và vì vậy, họ còn là một trong những người hiểu được bản chất thực sự của hoàng đế và mục tiêu vĩ đại của ngài dành cho nhân loại. Đồng thời, còn là một trong số ít những người được phép nắm giữ nhiều bí mật đáng sợ của hoàng đế, không chỉ hiện tại mà mãi mãi về sau. Họ bảo vệ hoàng đế không phải vì họ được tạo ra cho việc đó, mà vì họ hiểu được vai trò của ngài, rằng chỉ ngài và chỉ ngài mà thôi mới có thể đảm bảo sự tồn vong và sự phục hưng của nhân loại. Tuy các Custodian đúng là những chiến binh hùng mạnh, nhưng khối lượng tài nguyên, thời gian và kỹ thuật để tạo ra một Custody lại là vô cùng đắt giá, có thể mất đến hàng thế kỷ và nguồn tài nguyên của cả hành tinh chỉ để tạo ra vài ứng viên thích hợp, khiến cho số lượng của các Custodian chưa bao giờ vượt quá 10.000 thành viên, ngay cả trong đỉnh cao của mình. Và họ cũng không phải là những người lính được tạo ra cho trận mạc đơn thuần. Nhiệm vụ của họ hầu như chỉ dừng lại ở việc cố vấn bảo vệ cơ thể vật lý của hoàng đế hoặc thực hiện những nhiệm vụ bí mật của ngài. Do đó, việc thống nhất trái đất sẽ là nhiệm vụ của một sản phẩm khác, một đội quân. Và đội quân này chắc chắn sẽ không để sánh ngang các Custody, nhưng sẽ buộc phải vượt trội hơn bất kỳ đội quân nào đã và đang tồn tại trên trái đất. Họ buộc phải là những người lính tinh nhuệ với sức mạnh và kỹ năng để chống lại những sai cơ điền loạn và những đạo quân ổ hợp của các Techno Barbarians. Họ buộc phải chống lại được những bệnh dịch đáng sợ và bầu không khí độc hại chết người trên các lục địa phóng xạ của trái đất. Họ phải là những người trung kiên với lý tưởng thống nhất của hoàng đế. Và trên hết, thời gian mà đội quân này yêu cầu để sản xuất số lượng lớn phải phù hợp với mục tiêu cấp bách hiện tại, đó là thống nhất địa cầu. Sản phẩm đó chính là các Thunder Warriors, được tạo ra bằng những công nghệ tiên tiến cùng tài năng xuất chúng của hoàng đế và những bề tôi của mình. Và có thể nói, các Thunder Warriors đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu kể trên. Tuy nhiên, vì sự gấp rút của thời gian, hoàng đế không thể tạo ra các Thunder Warriors từ những đứa trẻ sơ sinh như các Custody. Buộc phải sử dụng nguồn nhân lực có sẵn từ các chiến binh du mục đã trưởng thành cùng chiến tranh của trái đất, những người đã thể sẽ chiến đấu cho lý tưởng của ngài. Và để trở thành một Thunder Warriors, những chiến binh này sẽ phải trải qua một quá trình cấy ghép, cường hóa cơ thể khắc nghiệt bằng các công nghệ biến đổi gen, tiêm vào cơ thể vô số chất hóa học, cấy ghép nội tạng, v.v. nhằm trao cho họ sức mạnh thể chất và sức bền chịu đựng khổng lồ. Xét về mặt tổng thể, hoàng đế đã thành công. Tuy nhiên, chính vì các Thunder Warriors được tạo ra từ những cá thể đã trưởng thành, nên họ đã thiếu đi thời gian để thích nghi với các biến đổi khắc nghiệt được cấy vào cơ thể liên tục, khiến cho hầu hết các Thunder Warriors sau đó đều đã gặp phải những vấn đề về sức khỏe, cả về thể chất lẫn tâm lý. Ban đầu, đó chỉ là những sự bất ổn về tâm sinh lý đơn giản. Nhưng theo thời gian, những vấn đề của họ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cơ thể của họ đột ngột phản kháng lại những biến đổi của cơ thể sau một khoảng thời gian không thể xác định, thường gây ra những cái chết đột ngột và đau đớn cho các Thunder Warriors. Còn nếu nó không giết chết họ, thì cũng sẽ khiến cho họ trở nên điên loạn và thù địch với tất cả mọi thứ xung quanh. Mặc cho những khuyết điểm chết người này, các Thunder Warriors vẫn tỏ ra là một công cụ vô cùng hiệu quả cho những cuộc chiến thống nhất. Ngay cả những Techno Barbarians hùng mạnh nhất của địa cầu cũng không thể tìm ra được loại vũ khí hay đội quân nào đủ mạnh mẽ để chống lại họ, một vũ khí hoàn hảo cho những cuộc chiến thống nhất. Trong khi các Custodian
sẽ phục vụ những chiến binh siêu phàm nhất trong đội quân của ngài, còn các Thunder Warriors sẽ là đội quân chủ lực. Hoàng đế vẫn cần những vị tướng quân. Giống với các Custody, ngài không thể tìm ra được phàm nhân nào có đủ khả năng để đáp ứng những yêu cầu của mình. Vì thế, hoàng đế đã tạo ra họ. Và sau hàng thập kỷ nỗ lực sâu bên dưới lòng địa chất của dãy Himalaya, ngài và các nhà khoa học tài ba của bộ phận kỹ thuật sinh học Biotechnical Division đã tạo ra các Primarch. 20 người con trai được tạo ra từ chính biến thể của mã gen của chính hoàng đế. Khi trưởng thành, họ sẽ trở thành những chiến binh và nhà lãnh đạo hoàn hảo. Những vị tướng xuất chúng sẽ dẫn dắt đội quân của hoàng đế và trợ giúp ngài trên hành trình phục hưng nhân loại. Nếu muốn có được vị trí bá chủ thiên hạ, cũng như để đảm bảo sự tồn vong cho giống loài, nhân loại rồi sẽ buộc phải đối mặt với kẻ thù thực sự của nó. Đó là thế lực hỗn ma của Imatherium. Và các Primarch sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất của họ trong cuộc chiến đó. Sở hữu những phẩm chất siêu phàm của chính hoàng đế nhân loại, họ nắm giữ sức mạnh to lớn về mặt vật lý, trí tuệ của thực tại lẫn năng lực sai kích khổng lồ, cũng như khả năng kiểm soát nó để chống lại những thực thể bán buộc của Warp. Là những vị tướng quân, mỗi Primarch đều là thiên tài trong nghệ thuật quân sự, từ về hãm phòng thủ cho đến bậc thầy trong việc tấn công bí mật, vân vân. Là những nhà lãnh đạo, họ giữ khả năng lãnh đạo phi thường, có khả năng bẻ cong ý chí của người phàm và lấp đầy trái tim của họ với sự trung thành để tuân theo mệnh lệnh của họ mà không hề thắc mắc. Các Primarch sẽ được nuôi dạy, giáo dục bởi hoàng đế và những bề tôi thông thái của ngài như Makador. Vì thế, họ sẽ không chỉ là những học giả lỗi lạc mà còn có khả năng hiểu được kẻ thù của loài người rõ hơn bất kỳ phàm nhân nào, cũng như cách thức để tiêu diệt chúng. Họ sẽ là hội đồng của những cố vấn tối cao đáng tin cậy nhất của hoàng đế, với khả năng tìm ra, thấu hiểu và giải quyết vấn đề như chính người cha của mình. Nhưng để họ có được khả năng này, nghĩa là các Primarch sẽ có khả năng bị ảnh hưởng bởi tác động của Chaos, vì linh hồn của họ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong Imatherium và thu hút sự chú ý của hồn ma, như thể những đàn thiêu thần trước ngọn lửa vậy. Đây là lý do tại sao hoàng đế đã cẩn thận khắc những ký tự phong ấn và sử dụng trường Galefield mạnh nhất từng được tạo ra xung quanh buồng ấp của các Primarch sâu bên dưới Himalaya. Thật không may, sự bảo vệ này là không đủ. Các cổ thần hồn ma của Imatherium đã biết về kế hoạch của hoàng đế và sự tồn tại của dự án Primarch. Các cổ thần nhận thấy đây có thể là mối đe dọa cho sức mạnh hay cho chính sự tồn tại của chúng. Và vì thế, các Chaos God đã tìm cách để phá hoại kế hoạch của hoàng đế. Và chúng đã thành công. Một cái bí ẩn và không báo trước, 20 Primarch sơ sinh đã biến mất khỏi buồng ấp của họ, bị kéo vào Warp và bị phân tán ra khắp các hành tinh trong thiên hà. Việc làm thế nào mà thế lực hỗn mang có thể tiếp cận với các Primarch vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, một giả thuyết đang được chấp thuận rộng rãi, đó là các cổ thần hỗn mang đã đoạt lấy các Primarch bằng cách lợi dụng một môn đồ của ngài, có tên là Edra. Ba là một trong số ít những người biết đến, và cũng chính là người đã cung cấp một phần mã gen của chính mình cho dự án Primarch. Chính vì vậy, ba còn được coi là mẹ của các Primarch. Các cổ thần Chaos nhận thấy lòng thương của bà đối với các Primarch và việc bà không muốn các Primarch bị hoàng đế sử dụng như những công cụ cho chiến tranh. Do đó, thay vì trực tiếp đoạt lấy các Primarch, các cổ thần đã sử dụng năng lực tâm linh của mình để thao túng hoặc ép buộc bà để mở ra một cánh cổng warp ngay trong cơ sở của dự án Primarch, từ đó cướp lấy những người con sơ sinh của hoàng đế, chia cắt họ khỏi sự che chở và dạy bảo của ngài. Dù sự thật là gì thì chăng nữa, thì các Primarch cũng đã biến mất và không để lại bất kỳ dấu vết nào, làm đổ vỡ hoàn toàn kế hoạch mà hoàng đế đã tận tâm chuẩn bị cho hàng thập kỷ. Ấy vậy, Makador đã vô cùng bất ngờ khi hoàng đế đã không hề biểu lộ sự đau buồn hay giận dữ, vì ngài biết rằng mình không có thời gian cho những việc như vậy. Mất đi những vị Primarch, hoàng đế buộc phải tự mình dẫn dắt những cuộc chiến thống nhất của trái đất, và sau đó là cuộc thập tự trình vĩ đại. Và cánh cổng dẫn tới chiến thắng đang hẹp dần theo thời gian, do đó ngài cần phải hành động thật nhanh nếu muốn cứu lấy giống loài. Và thế là vào khoảng đầu thế niên kỷ thứ 30, với đội quân hùng mạnh mới được tạo ra, hoàng đế cuối cùng đã rời khỏi những pháo đài của dãy Himalaya. Theo sau ngài là Makador, Custodian và đội quân Thunder Warriors hùng mạnh, từ trang bị những loại vũ khí giáp trụ mạnh mẽ nhất mà ngài có thể trao cho họ. Bên cạnh đó là những quân đoàn của phàm nhân Genophaju Chiliad và Inferity Hussars, trở thành tiền đề của lực lượng quân đội hoàng gia Imperial Army, sau này là Imperial Guard. Cùng nhau, họ hành quân dưới lá cờ của hoàng đế, chính thức đánh dấu sức khởi đầu của những cuộc chiến thống nhất địa cầu, Unification Wars.
Vì thiếu đi sự hỗ trợ của các Primarch, nên dù có được sức mạnh của một đội quân khổng lồ, việc thống nhất trái đất vẫn tỏ ra là không hề dễ dàng. Những cuộc xung đột tàn khốc nhanh chóng nổ ra ở khắp mọi ngóc ngách của địa cầu khi những tên Warlord, Psyker từ chối những nỗ lực đàm phán ban đầu của Hoàng đế và chống trả quyết liệt. Nhưng rồi, nhờ vào kỹ năng lãnh đạo, chiến thuật tài tình và sức mạnh tay trong việc trừng trị những kẻ bất tuân của Hoàng đế, từng thành phố, từng lục địa đã được giải phóng qua ách thống trị của những tên Techno Barbarians cát máu, hoặc gia nhập với Ngài, hoặc bị xóa sổ hoàn toàn. Chính là hai lựa chọn duy nhất mà cái Warlord này có được. Những cái tên như Caligan của Urge, Cardinal Thang của Inusic Block, Nathan Dun của Đế chế Bạc Pacific và hàng ngàn tên Warlord tàn bạo khác lần lượt bị lật đổ, phần lớn chúng bị giết hoặc bị cầm tù mãi mãi bởi Hoàng đế vì tội ác chống lại nhân loại của chúng. Trong khi đó, những Warlord khác có đủ tỉnh táo đã chấp nhận quy phục đội quân của Ngài. Tiêu biểu có Terawatt Clan, được cho là bắt nguồn từ cùng một hệ tư tưởng tôn thờ máy móc và kiến thức đã sinh ra đế chế Mechanicum của Sao Hỏa. Họ đã xây dựng những lò rèn khổng lồ và ẩn nấp bên dưới dãy núi Ura trong suốt thời gian của Old Night. Và khi họ xuất hiện trở lại khi những cuộc chiến thống nhất đang xảy ra, nhiều Warlord của trái đất đã đến thăm họ, yêu cầu họ cung cấp các loại vũ khí công nghệ mà họ đang sở hữu. Tuy nhiên, họ chỉ lắng nghe một người duy nhất, đó là Hoàng đế nhân loại. Vì Ngài đã đồng ý chia sẻ cho họ những kiến thức công nghệ mà Ngài đang nắm giữ, đồng thời hứa với họ rằng sẽ trao cho họ thêm những công nghệ khác khi Ngài tiến hành cuộc chinh phạt thiên hà của mình. Để đổi lấy điều này cũng như sự bảo hộ của Hoàng đế, Terawatt Clan đã cung cấp cho đội quân của Ngài nhiều nhân lực, công nghệ, vũ khí mạnh mẽ của mình, trở thành thúc đẩy đáng kể cho quá trình thống nhất địa cầu của Hoàng đế. Cứ như vậy, đến khoảng giữa thế niên kỷ thứ 30, trận chiến cuối cùng trên trái đất đã xảy ra. Đó là trận đánh trên núi Ararat của vương quốc Urartu. Sử sách đế chế nhân loại đã ghi lại rằng một Thunder Warrior lỗi lạc tên là Aric Taranis đã cắm lá cờ của Hoàng đế trên đỉnh Ararat như một hành động đánh dấu sự chiến thắng tối thượng của những cuộc chiến thống nhất, trước khi anh ta gục ngã và hy sinh vì các vết thương quá nặng trong trận chiến. Cũng theo sử sách đế chế, Aric cũng là Thunder Warriors cuối cùng. Cái chết của anh ta đồng nghĩa với sự hy sinh vì lý tưởng thống nhất của toàn bộ các chiến binh Sấm Sét. Thật không may, ghi chép hào hùng này lại chỉ là một sự dối trá. Aric Taranis đã không chết trong trận Ararat, mà đã sống sót để rồi sau khi những cuộc chiến thống nhất đã kết thúc được hàng ngàn năm. Chính Aric đã tự mình kể lại sự thật về thảm kịch trên đỉnh Ararat, một sự thật nghiệt ngã và đen tối hơn rất nhiều về số phận của các Thunder Warriors. Theo lời của Aric, họ thực ra đã bị tàn sát một cách tàn nhẫn bởi chính những Custodi của Hoàng đế theo lệnh của Ngài. Các chiến binh Sấm Sét đã bị phản bội bởi chính người tạo ra họ, một bí mật khủng khiếp đã được Imperium che giấu một cách khéo léo trong hàng ngàn năm. Tuy đen tối là vậy, nhưng điều gì cũng có nguyên do của nó, nhất là những quyết định của Hoàng đế nhân loại. Như tôi đã nói đến ở trên, các Thunder Warriors tuy mạnh mẽ là vậy, nhưng để có được điều đó thì họ lại tiềm ẩn trong mình những rủi ro cao do sự kém ổn định trong mã gen và các công nghệ được sử dụng để tạo ra họ, khiến cho hầu hết các Thunder Warriors đều chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi, gắn liền với bệnh tật và chứng loạn thần. Theo thời gian, những vấn đề của họ ngày càng nghiêm trọng, như thường bị đột tử sau một khoảng thời gian không xác định, hoặc phát điên trở thành mối nguy hiểm cho chính đồng đội của mình, thậm chí là hoàn toàn mất đi sự kiểm soát và tàn sát những người mà họ được tạo ra để cứu mà không báo trước. Nói một cách dễ hiểu thì các Thunder Warriors sẽ trở nên vô dụng, thậm chí là trở thành gánh nặng trong cuộc thập tư chinh vĩ đại của Hoàng đế, khi Ngài sẽ buộc phải liên tục giữ cho họ khỏi mất trí, chết vì bệnh tật hoặc lao vào chém giết lẫn nhau một cách đột ngột trong những chuyến du hành đến các mặt trận xa xôi. Nói chỉ đơn giản hơn là việc loại bỏ hoàn toàn các Thunder Warriors sẽ dễ dàng hơn là phải lo toàn việc hậu cần hay việc phải bỏ nguồn lực để cứu chữa cho họ. Thêm vào đó, bản chất thực sự của các Thunder Warriors vẫn còn mang đậm sự man rợ từ những ngày tàn của Old Night, nên mà họ đã trưởng thành cùng với sự loạn lạc và bạo lực kinh hoàng, điều mà Hoàng đế luôn quyết tâm xóa bỏ để đưa giống loài đến một tương lai tốt đẹp hơn. Và để loài người trên khắp Thena thấy mục tiêu vĩ đại của mình, Hoàng đế sẽ không để những tàn dư của Old Night sống sót. Do đó, các chiến binh Sấm Sét cần phải được loại bỏ. Nhưng nếu Ngài muốn chinh phạt thiên hà, thì Ngài sẽ cần một đội quân mới. Và đội quân này không chỉ cần sức mạnh đơn thuần, mà phải hiểu rõ và trung thành tuân theo lý tưởng của Hoàng đế, cũng như là khắc phục được các vấn đề của các Thunder Warriors. Những chiến binh này
cũng cần phải vượt trội hơn hẳn so với con người bình thường, kể cả mặt thể chất vật lý, sức bền và khả năng phản xạ. Họ sẽ miễn nhiễm với bệnh tật, các chất và môi trường độc hại. Họ cũng buộc phải có được ý chí sắt đá và tuyệt đối trung thành, không biết sợ hãi, tuyệt vọng và tránh được các ảnh hưởng tâm lý trong quá trình chiến đấu liên tục. Những ham muốn tâm sinh lý không cần thiết sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, để nghĩa vụ của họ không bị lu mờ bởi những ham muốn cá nhân như tình yêu, tình dục, vân vân. Họ sẽ là những chiến binh vĩ đại nhất của nhân loại, có sức mạnh và sự bền bỉ để chiến đấu suốt cuộc đời của mình, cũng như trí tuệ để nắm bắt và đánh bại kẻ thù của loài người. Và cuộc đời của họ sẽ rất dài, không như những Thunder Warriors đi trước, họ sẽ sống thêm hàng ngàn năm nữa. Và trong suốt quãng đời của mình, họ sẽ là hộ vệ của loài người và là ngọn rào sắc bén nhất sẽ đâm vào tim kẻ thù của nhân loại. Họ là các Astartes hay Space Marines. Để tạo ra những chiến binh này, Hoàng đế lại quay trở lại những pháo đài của dãy Himalaya, sử dụng những mẫu gen còn lại của chính các Primarch đã thất lạc. Hoàng đế đã tạo ra các Space Marines đầu tiên, những chiến binh siêu phàm của Legionis Astartes. Sự kiện này sau đó được biết đến bởi các Space Marines với cái tên The First Founding. Thay đổi lớn nhất so với các Thunder Warriors có lẽ là việc họ đã tạo ra từ những cá thể nam chưa trưởng thành hoàn toàn. Điều này cho phép cơ thể của họ thời gian thích ứng với các biến đổi nhân tạo trên cơ thể của họ, từ đó tránh được tất cả những rủi ro về tâm lý, bệnh tật, tuổi thọ của những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, đổi lại sức mạnh, thể chất và sức bền phản xạ của các Space Marines sẽ có phần kém hơn so với các Thunder Warriors. Và thay vì được cường hóa cơ thể bằng các chất hóa học và biến đổi cấy ghép gen như Thunder Warriors, các Astartes lại trải qua một quá trình cấy ghép nội tạng, bao gồm 19 cơ quan được tạo thành từ các tế bào nhân tạo, được gọi là Genesis, và các Genesis được tạo ra từ chính mã gen của các Primarch. Nên các Astartes sẽ mang trên mình những đặc điểm của cơ thể, tính cách của các Primarch tương ứng. Tuy nhiên, quá trình cấy ghép, huấn luyện, đào tạo để tạo ra một Space Marine là vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Nhưng đối với những ứng viên phù hợp, quá trình thích nghi có thể diễn ra rất nhanh chóng, giúp cho hoàng đế có thể đưa hàng ngàn Astartes ra chiến trường trong khoảng thời gian mà ngài chỉ có thể tạo ra vài trăm Thunder Warriors. Nhờ vậy, số lượng vài trăm Astartes ban đầu đã nhanh chóng tăng lên thành 20 quân đoàn đồng đảo, với mỗi quân đoàn là tương ứng với mã gen của 20 Primarch, sẵn sàng lập tức thay thế các Thunder Warriors ngay khi họ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Với chiến thắng của Unification Wars đã được giành lấy bởi các Thunder Warriors và được giữ vững bởi các Space Marine, trái đất lại một lần nữa được thống nhất dưới một lá cờ sau hàng ngàn năm loạn lạc. Ngay sau đó, Hoàng đế đã ngay lập tức tiến hành xây dựng lại nền văn minh đã sụp đổ từ lâu của trái đất. Sự thống nhất mà ngài đem lại không chỉ có được từ đổ máu, tham vọng và sự sợ hãi, mà đến từ những lý tưởng cao cả hơn. Để nhân loại đoàn kết, ngài muốn có được những công dân chứ không phải nô lệ. Trên khắp địa cầu, mọi ngóc ngách mà quyền thống trị của ngài chạm tới, sự tái thiết về nhân lực, sản xuất, cơ sở hạ tầng lập tức được tiến hành. Mọi hình thức tồn tại của tôn giáo, tín ngưỡng, những đức tin mù quáng và những vị thần báng bổ đã bị xóa bỏ với nhà thờ cuối cùng trên trái đất, The Church of the Lighting Stone, đã bị phá hủy vào năm 745 của thế kỷ thứ 30. Thay vào đó, hoàng đế đã tạo ra cho loài người một hệ tư tưởng dựa trên trật tự, khoa học và lý lẽ, sẽ trở thành những điều mà người dân của ngài tuân theo như họ đã từng làm trong thời đại hoàng kim của mình, mà ngài gọi là Imperial Truth. Để trái đất và loài người trong tương lai thực sự được thống nhất, nó sẽ cần một chính phủ duy nhất và toàn diện mới. Ngài đã chọn những pháo đài hùng vĩ của dãy Himalaya, biến đổi, mở rộng căn cứ địa bí mật của mình trước kia, trở thành một tổ hợp kiến trúc tráng lệ khổng lồ, được biết đến với cái tên Imperial Palace, thủ đô của trái đất, và sau đó là của cả đế chế nhân loại. Hoàng đế hiểu rõ rằng không một người nào, kể cả một người như ngài, có thể một mình cai trị cả giống loài. Do đó, ngài đã tạo ra các Primarch, nhưng giờ đây tất cả họ đều đã bị thất lạc. Vậy nên, ngài đã thành lập hội đồng chiến tranh War Council, bao gồm các tướng lĩnh tài ba và trung thành nhất của ngài, trong đó đứng đầu là Makador the Sigilite. Đây được coi là một trong những nền móng đầu tiên của Imperium of Man, đế chế nhân loại sau này. Hội đồng này sẽ thay ngài quản lý Imperial Palace và trở thành cánh tay phải của ngài trong việc điều hành tất cả những hoạt động tái thiết tại trái đất, cũng như việc chuẩn bị cho cuộc tập thể chính vĩ đại sau đó. Nhưng trước khi ngài có thể hướng cuộc chinh phạt của mình ra bên ngoài địa cầu, thì hành tinh mẹ của loài người cần phải được giải thoát khỏi những căn bệnh di truyền, đột biến gen từ những cuộc chiến hạt nhân, sinh học đã đầu độc nó trong hơn 5.000 năm qua,
ngài đã sử dụng các kỹ thuật biến đổi gen bậc thầy của mình để khắc phục những biến dị tiêu cực trong mã gen của loài người. Đầu tiên là ở trái đất, sau đó sẽ là cả giống loài trên khắp thiên hà. Đồng thời, vấn đề về Psyker cũng đã được hoàng đế đồng thời giải quyết. Ngài hiểu rõ được mối nguy hiểm tiềm tàng từ các Psyker, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự ứng dụng từ những Psyker nhất định. Do đó, ngài đã ra lệnh cho tất cả những Psyker của địa cầu trải qua một quá trình biến đổi được gọi là Soul Binding. Với quá trình này, ngài sử dụng chính sức mạnh Psychic của mình để nhào nặn tâm trí, tinh thần của các Psyker, giúp họ có khả năng sử dụng năng lực Psychic từ Warp mà tránh được hoàn toàn nguy cơ hóa điên hoặc bị xâm chiếm bởi hồn ma. Tuy nhiên, đây là một quá trình biến đổi rất khốc liệt. Chỉ những người có đủ sức mạnh tinh thần mới có thể sống sót. Thậm chí ngay cả khi đã vượt qua quá trình Soul Binding, các Psyker cũng sẽ phải hứng chịu những tổn thương nghiêm trọng ở hệ thống thần kinh. Tiêu biểu là hầu như tất cả những Psyker trải qua Soul Binding đều sẽ bị mù vĩnh viễn. Nhưng đối với chính bản thân của họ, đây là một sự hy sinh xứng đáng. Vì sau khi đã trải qua Soul Binding, họ sẽ được đóng góp công sức của mình vào hành trình phục hưng nhân loại, hoặc ít nhất là giữ được mạng sống của mình. Những Psyker này sau đó sẽ phục vụ nhân loại dưới cái tên Sanctioned Psyker, và nhiệm vụ cụ thể của họ sẽ tùy thuộc vào khả năng, sức mạnh và tính cách của từng Psyker. Trong đó phổ biến nhất là trở thành một Astro Telepath hay Astropath. Các Psyker này có khả năng giao tiếp với nhau bằng sức mạnh tâm linh bất kể khoảng cách thông qua Warp. Nhiệm vụ của họ với khả năng này sẽ là tạo ra cho nhân loại một mạng lưới liên lạc khổng lồ bao phủ khắp thiên hà. Bên cạnh các Psyker, hoàng đế đã khôi phục lại dòng máu của các Navigators tưởng chừng đã bị tuyệt diệt hoàn toàn sau cái bóng của O'Night. Sự hồi sinh của các gia tộc Navigators hay Navis Nobility cùng với việc tạo ra các Astropath được coi là tối quan trọng, vì chỉ các Navigators mới có khả năng tìm đúng lối đi cho các hạm đội trừng phạt của loài người. Và vai trò của các Astropath sẽ là kết nối các hạm đội cũng như các hành tinh đã được giải phóng lại với nhau, tạo ra sự thống nhất về mặt thông tin liên lạc. Và cứ như vậy, dưới tay cai trị thiên tài của hoàng đế nhân loại, thì chỉ với vài thập kỷ gây dựng lại từ đống đổ nát, trái đất đã được coi là tái sinh. Khắp bề mặt hoang tàn đứt nẻ của nó lại mọc lên hàng hà sa số những nhà máy khổng lồ, ngày đêm chế tạo những khí tài trang bị để phục vụ cho cuộc viễn chinh sắp tới. Với những công nhân, những người lính, những công dân được sinh ra dưới sự bảo hộ của hoàng đế, cùng nhau họ cống hiến cuộc đời của mình cho lý tưởng thống nhất của ngài. Và để đánh dấu sự tái sinh của hành tinh mẹ, cái tên trái đất gắn liền với những đau thương mất mát của quá khứ đã được đổi thành Holy Terra, vừa để làm nguôi đi quá khứ kinh hoàng, vừa để ca ngợi sức mạnh của hành tinh mẹ đã đứng vững trước màn đêm của kỷ nguyên xung đột. Sự sụp đổ của loài Eldari. Ngay khi sự tái thống nhất và tái thiết trên Terra vừa hoàn tất, thì một sự kiện mang tầm vóc vũ trụ đã bất ngờ xảy ra. Đó là sự sụp đổ của đế chế Eldari, giống loài Xenos đã làm chủ thiên hà trước cả khi sự sống nảy mầm trên trái đất. Khác với loài người, sự sụp đổ của họ không đến từ kỷ nguyên xung đột, vì đối với Eldar, kỷ nguyên xung đột chưa bao giờ tồn tại. Họ không bị tàn phá bởi những máy móc siêu việt của họ đã không nổi dậy, không phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Psyker, vì họ có khả năng làm chủ thiên bẩm đối với năng lượng tâm linh, không bị chia cắt vì họ du hành không gian bằng Webway, và họ cũng không màng đến số phận của các giống loài khác trong thiên hà, mà lại tiếp tục đắm chìm trong khoái lạc và dục vọng đen tối của mình như họ đã làm từ hàng triệu năm về trước. Và giờ đây họ đã phải trả giá, một cái giá đắt gấp vạn lần những gì mà nhân loại phải hứng chịu trong O'Night, và trên hết là một cái giá xứng đáng với tội lỗi của họ. Đầu thế niên kỷ thứ 30, một năng lượng đen tối khổng lồ của họ đã đạt đến ngưỡng cực đại trong Warp, và rồi nó phát nổ ngay tại trung tâm của đế chế Eldari. Kết quả của nó là cái chết ngay tức khắc của gần như toàn bộ giống loài, đồng thời tước đi khả năng tái sinh luân hồi của họ. Những gì còn lại của nền văn minh Eldari sau đó chẳng khác gì những hạt bụi từ quá khứ huy hoàng của họ. Và ở trung tâm của vụ nổ, một vết nứt qua vĩnh viễn khổng lồ mang tên The Eye of Terror đã được hình thành, trở thành cửa ngõ ra vào của những thực thể báng bổ của Ematherium cho đến tận ngày nay. Không dừng lại ở đó, một năng lượng đen tối của họ không chỉ đơn giản là phát nổ và tan biến, mà nó đã tạo ra một thực thể hùng mạnh mới trong Warp, Slaanesh, ác thần của dục vọng, vị cổ thần hỗn màng thứ tư. Một mối nguy lớn không chỉ cho giống loài Eldari đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng, mà cho cả thiên hà.
Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Với vụ nổ Sindra Slanes, một làn sóng xúc kích tâm linh khổng lồ đã quét qua Emma Thurium. Nó mạnh mẽ đến mức đã thắp sáng bầu trời của hàng ngàn thế giới ngoài thực tại. Và trên hết, chính nhờ nó đã quét sạch tất cả những cơn bão warp khổng lồ đã hoành hành và cản trở việc du hành không gian qua warp trong hơn 5.000 năm của kỷ nguyên xung đột. Và thế là sau hơn 5 thiên niên kỷ bị cô lập, hệ mặt trời lại một lần nữa có thể vươn ra các vì sao xa xôi. Đối với nhiều người không biết đến sự thật đằng sau sự kiện này, nó dường như là một hành động của Chúa Cứu Thế, thúc đẩy niềm tin của những người đã coi Hoàng đế nhân loại là thần thánh từ lâu, bất kể Ngài có phủ nhận điều này như thế nào. Họ tin rằng chính bởi có sự xuất hiện của Ngài mà Warp đã trở nên yên bình trở lại. Nhưng với cái nhìn khách quan của chúng ta có thể thấy rằng, với sức mạnh trí thức và sai kích khổng lồ của mình, thì rất có thể Hoàng đế đã thấy trước về sự sụp đổ của đế chế Eldari từ lâu. Điều này lý giải cho việc tại sao Ngài đã chờ đợi đến tận thiên niên kỷ thứ 28 mới ra mặt để thống nhất địa cầu. Vì Ngài biết, dù cho có thống nhất từ trái đất sớm hơn nữa, thì Warp, con đường duy nhất đến các vì sao xa xôi, vẫn sẽ đóng kín với nhân loại. Đồng thời, dù cho Ngài có thực sự muốn thống nhất trái đất sớm hơn nữa, thì vẫn cần đợi cho các Techno Barbarians của trái đất trở nên đủ yếu kém với việc chém giết lẫn nhau, để Ngài có thể đảm bảo chiến thắng tuyệt đối cũng như là tốc độ của những cuộc chiến thống nhất địa cầu. Dù điều này có đúng hay không, thì giờ đây Immaterium đã rộng mở với nhân loại. Và cuối cùng, đội quân của Hoàng đế đã có thể bắt đầu cuộc chinh phạt thiên hà của mình. Với ngày phát động của cuộc tập đệ trình đang đến gần, yêu cầu sản xuất thêm các Space Marine ngày càng lớn. Tuy nhiên, các cơ sở nuôi cấy Jin Seed và đào tạo Astarte trên trái đất lại không đủ để đáp ứng yêu cầu này. Do đó, ngay sau khi vừa hoàn thành thống nhất trái đất, Hoàng đế đã tiến hành chinh phạt Luna, mặt trăng của trái đất. Dù cũng đã phải chịu chung số phận của hành tinh mẹ trong Old Night, nhưng Luna lại đặc biệt nổi bật với các công nghệ, kỹ thuật cấy ghép biến đổi gen tân tiến mà nó sở hữu. Và cũng tương tự các Techno Barbarians của trái đất, những kẻ thống trị mặt trăng, giáo hội Selena, cũng đã quyên quyết không quy phục. Điều này đã tạo điều kiện cho một trong những lần ra quân đầu tiên của các quân đoàn Space Marines, với nhiệm vụ đó là giành lại mặt trăng. Các quân đoàn Astarte bao gồm số 7, số 8 và 16 đã đổ bộ lên Luna và nhanh chóng tỏ ra sức mạnh khủng khiếp của mình khi đã giành lấy thắng lợi hoàn toàn chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, đưa Luna trở thành thuộc địa ngoài trái đất đầu tiên của đế chế nhân loại sau này. Tuy nhiên, chỉ với các Space Marine và những công nghệ còn hạn hẹp, tài nguyên ít ỏi của trái đất và Luna thì mục tiêu thống nhất cả giống loài của Hoàng đế sẽ rất khó hiện thực hóa. Những thứ như các vũ khí mạnh mẽ, những cỗ máy chiến tranh, tàu không gian hay các kỹ sư bảo trì, vân vân, không thể được tạo ra trên Terra với những công nghệ kỹ thuật để tạo ra chúng đã bị mất, bị phá hủy trong màn đêm của Old Night từ lâu. Thậm chí, nếu có đủ công nghệ thì với năng lực tài nguyên sản xuất của một mình trái đất và Luna cũng sẽ không thể đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cho cuộc thập tự trinh của Hoàng đế. Vì thế, Ngài đã tìm kiếm sự góp sức từ những hành tinh bên ngoài. Và cuối cùng, Ngài đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Nơi có đủ tất cả những thứ đó, không đâu khác, chính là sao Hỏa. Imperium of Man. Đến thế kỷ thứ 30, đế chế Mechanicum của sao Hỏa đã giành lại được sự thống nhất từ lâu. Và với bổn phận vì trí thức của mình, các Tech Priests đã khôi phục được phần lớn những thành tựu công nghệ mà hành tinh đỏ nắm giữ, giúp họ không chỉ sống sót mà còn có điều kiện phát triển. Thậm chí bằng việc len lỏi qua những vùng y biến động của Warp, họ đã thành lập được những thế giới thuộc địa ngoài không gian, Fog Wars rải rạc khắp thiên hà. Và giờ đây, khi mà những cơn bão sai kích trong biển linh hồn đã bất ngờ biến mất và con đường đến các vì sao lại một lần nữa mở rộng cho hơn 5.000 năm, các giáo sĩ công nghệ đã có đầy những hành động của đấng toàn năng Omnisire, rằng đây là điểm báo về bước tiếp theo trong nhiệm vụ tìm kiếm tri thức vĩ đại của họ. Từ lâu trước cả khi Terra được thống nhất, các giáo sĩ công nghệ đã nhận thấy sự phi thường của vị hoàng đế Terran, nhưng lại luôn tranh cãi vì việc người này sẽ là bạn hay thù với sao Hỏa. Và khi Terra đã thống nhất và Warp cũng bất ngờ tĩnh lặng, hành tinh đỏ liền hướng con mắt hoài nghi của mình về phía Terra. Nhưng trước khi họ có thể hiểu được bản chất và tầm vóc của những sự kiện này, thì một sự kiện thậm chí còn vĩ đại hơn nữa đã xảy ra. Hoàng đế nhân loại đã đích thân đến sao Hỏa. Không báo trước, Ngài đã du hành đến hành tinh đỏ và đáp con tàu không gian khổng lồ của mình xuống miệng núi lửa Olympus Moon, ngọn núi hùng vĩ nhất sao Hỏa và của toàn thái dương hệ.
Ngài xuất hiện với sự thần thiện và được bao quanh bởi hào quang của sự tráng lệ. Và chỉ ngay sau khi Ngài vừa đặt những bước đầu tiên của mình lên bề mặt sao Hỏa, Hoàng đế đã dùng năng lực sai kích của mình để tạo ra một phép màu ngay trước hàng ngàn con mắt điện tử của Carthage Priest. Chỉ với một cái chạm tay và ba từ của mình, Hoàng đế đã chữa lành cho một Knight, một cỗ máy chiến tranh hùng mạnh và thiêng liêng của Mechanicum. Điều mà không một vị Thạch Priest hay công nghệ nào trên sao Hỏa có thể làm được trước đó. Và vì họ đã xóa sạch dấu vết của năng lượng sai kích và những đột biến có thể tạo ra các sai cơ trong gen của họ, mà họ đã coi là báng bổ đối với vị chủ máy của họ từ trước đó rất lâu, nên họ đã không thể giải thích nổi sự thật về phép màu của Hoàng đế, vị sai cơ hùng mạnh đang sải bước trên quê nhà của họ. Với sự ra mắt phi thường này, cùng với sự biến đổi bất ngờ theo hướng tích cực của Warp, đã ngay lập tức khiến cho phần lớn các giáo sĩ công nghệ có mặt ở đó tin rằng Hoàng đế không ai khác, chính là hóa thân phàm trần của vị chúa cứu thế mà đức tin của họ hướng tới, Or Messiah. Rằng sau khi mở rộng con đường tới các vì sao, vị chúa máy móc đã xuất hiện trên cõi trần để đích thân dẫn dắt con dân của Ngài. Và niềm tin này của họ lại càng được củng cố sau khi Hoàng đế gặp mặt người đứng đầu của Mechanicum, vị Fabricator General. Ngay trước khi bất kỳ lời lẽ mang tính chào hỏi nào được hai người cất lên, Hoàng đế nhân loại đã quỳ xuống, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với thủ lĩnh của hành tinh đó trước sự bất ngờ đến sửng sốt của ông ta. Và khi họ bắt đầu trò chuyện, dường như mọi lời mà Hoàng đế nói ra đều khiến cho vị Fabricator mê mẩn. Hoàng đế đã nói về những năm tháng huy hoàng của thời đại công nghệ mà Ngài đã được chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình, khi trái đất và sao Hỏa đã làm việc cùng nhau để tạo thành hai trụ cột không thể thay thế của nền văn minh nhân loại lừng lẫy. Ngài cho rằng đã đến lúc để mối liên kết giữa trái đất và sao Hỏa được hồi sinh, và cùng nhau họ sẽ khôi phục thời đại hoàng kim đã mất, và hơn thế nữa là chinh phục cả thiên hà cho loài người. Và để hiện thực hóa những điều này, Hoàng đế bày tỏ mong muốn Mechanicum sẽ tham gia cùng Ngài, hứa hẹn với họ các điều khoản hào phóng về một liên minh bền chặt. Ngài sẽ trao cho họ tất cả công nghệ và kiến thức mà Terra nắm giữ, cũng như những công nghệ, kiến thức mà liên minh giữa hai hành tinh sẽ tìm thấy trong tương lai. Ngài giải thích rằng, việc sao Hỏa chấp nhận gia nhập không có nghĩa nó sẽ trở thành một thuộc địa của trái đất, mà là gia nhập với vai trò là đồng minh. Có nghĩa là Mechanicum sẽ được giữ quyền tự chủ chính trị cho sao Hỏa và tất cả các phó của nó nằm giải ra khắp thiên hà. Hoàng đế nhận thấy niềm tin của các Thạch Priest vào vị chúa máy móc và sự tương đồng của mình với lời tiên tri về sự xuất hiện của Messiah có thể được sử dụng làm cầu nối để có được cũng như duy trì liên minh giữa Terra và sao Hỏa. Do đó, Ngài đã cho phép giáo hội Mechanicus của sao Hỏa trở thành một ngoại lệ đối với lý tưởng vô thần Imperial Truth của mình, để các tín đồ của Cult Mechanicus có thể tiếp tục đi theo đức tin của họ, tôn thờ Or Messiah. Mà đối với phần lớn các Thạch Priest lúc bấy giờ, thì Or Messiah chính là Hoàng đế. Ngoài ra, Hoàng đế còn cung cấp cho Mechanicum 6 gia tộc Navis Nobility để thay thế những Navigators hèn mọn đã gần tuyệt chủng trên hành tinh đó. Với các Navigators của Terra, họ sẽ lại có thể băng qua Warp mà không sợ lạc lối, cũng như có cơ hội tìm lại tất cả những phong cua đã bị chia cắt từ lâu của họ, để từ đó thúc đẩy quá trình khai phá tri thức của họ trên khắp thiên hà. Đồng nghĩa với việc Hoàng đế đã trao cho họ một cơ hội rộng mở để họ hoàn thành bổn phận vì tri thức của mình. Đối lại cho những lợi ích này, Hoàng đế chỉ yêu cầu sự hỗ trợ của sao Hỏa trong cuộc thập tự trình của mình. Ngài sẽ cần khả năng sản xuất công nghiệp của sao Hỏa và các forger của nó để sản xuất và cung cấp các tàu không gian, các khí tài trang bị cho những đội quân của Ngài. Ngài yêu cầu sự hỗ trợ về mặt quân sự trực tiếp từ Mechanicum, với những quân đoàn Skitari, Knight và những cỗ máy chiến tranh hùng mạnh của Legio Titanicus, v.v. để giúp Ngài giành lấy và sau đó là bảo vệ vị trí bá chủ thiên hà của loài người. Và cuối cùng, Ngài cần các Thạch Priest để hỗ trợ Ngài trong việc xây dựng một ngọn hải đảng tâm linh, để hỗ trợ các Navigators, từ đó giúp cho các hạm đội của loài người có thể vươn tới những khoảng cách, những điểm đến mà họ chưa từng chạm tới trước đây trong thiên hà. Sau những diễn giải và điều khoản mà Hoàng đế nhân loại đưa ra, hầu như tất cả các Thạch Priest của Mechanicum đã không còn nghi ngờ gì nữa về việc Hoàng đế chính là Or Messiah và nhanh chóng chấp nhận đề nghị của Ngài. Bên cạnh đó vẫn có những người hoài nghi chấp nhận không phải vì đức tin, mà vì họ hiểu được với sức mạnh của Terra và Hoàng đế thì chống lại Ngài chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Xong, vẫn có những người phản đối kịch liệt. Họ cho rằng Hoàng đế không thể nào là Or Messiah, vì trên cơ thể xác thịt của Ngài không hề có xuất hiện dấu hiệu nào của sự thống nhất với máy móc và kim loại. Họ gọi Hoàng đế là kẻ giả mạo,
rằng ngài sẽ chỉ biến Mechanicum trở thành một công cụ để đạt được mục đích của mình, và lo sợ những điều ngài có thể làm khi ngài nhận thấy họ đã hết giá trị sử dụng. Do đó, ngay sau chuyến viếng thăm của hoàng đế nhân loại, tình trạng hỗn loạn chính trị đã nổ ra trên khắp hành tinh đó, thậm chí đã gây ra những cuộc nội chiến đẫm máu trong lòng Mechanicum. Nhưng rồi, tất cả những sự chống đối này đều đã được dẹp bỏ hoàn toàn một cách tàn bạo bởi chính các thầy priest, những người đủ khôn ngoan để nhận ra được những giá trị và lợi ích từ hiệp ước này, cũng như là những hậu quả của sự bất tuân. Và thế là sau khi tất cả những bất đồng và rào cản đã được gỡ bỏ, Mechanicum và Terra đã chính thức ký kết một hiệp ước được gọi là Treaty of Mars hay Treaty of Olympus Moon, chính thức công nhận sự thành lập của Liên minh không thời hạn theo đúng như tất cả các điều khoản đã được thảo luận trước đó giữa trái đất và sao Hỏa. Và đồng thời với hiệp ước này, một đế chế mới đã ra đời, The Imperium of Man, đế chế nhân loại, để vinh danh khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của cả giống loài. Hoàng đế đã thay đổi biểu tượng đầu đại bàng và sấm sét của mình, hay The Raptor Imperialis, trở thành biểu tượng đại bàng hai đầu, The Aquila, vẫn được sử dụng cho tới tận ngày nay. Một đầu của nó đại diện cho Terra, trái tim quả cảm và dũng mãnh của nhân loại, và đầu kia đại diện cho Sao Hỏa, bàn tay khéo léo sẽ gây dựng tương lai của họ. Với sự ra đời của Imperium of Man, công cuộc chuẩn bị cho cuộc thập tự chinh vĩ đại cũng đã sắp sửa kết thúc. Và một trong những nhiệm vụ cuối cùng và cũng là đầu tiên của đế chế mới được thành lập giữa trái đất và sao Hỏa, trước khi những hạm đội của nó có thể tiến hành chinh phục Terra, chính là đảm bảo sự dẫn đường chính xác và rút ngắn thời gian du hành trong Warp. Mặc dù hoàng đế đã khôi phục thành công dòng máu của các gia tộc Navis Nobility, nhưng nếu chỉ dựa vào khả năng thăm dò Warp đơn thuần của các Navigators, thì với khoảng không vô tận của Warp và Terra, các hạm đội của hoàng đế cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển giữa các mặt trận xa xôi. Do đó, để rút ngắn hao phí thời gian của những lần thực hiện Warp Travel, sẽ yêu cầu một tín hiệu tâm linh mạnh mẽ trong lòng Warp để các Navigators có thể nhanh chóng tham chiếu vị trí của mình trong Warp và hướng dẫn các tòa không gian. Với sự hỗ trợ này, một chuyến du hành Warp thường mất tới hàng tháng trời có thể được rút ngắn xuống chỉ còn vài ngày, thậm chí là vài giờ. Mặc dù hoàng đế có thể tự mình tạo ra một tín hiệu tâm linh như vậy trong lòng Warp với nguồn sức mạnh tâm linh khổng lồ của mình, nhưng để có thể liên tục duy trì một nguồn tín hiệu tâm linh khổng lồ như vậy để cho tất cả các Navigators của con người trên khắp Terra nhìn thấy, sẽ yêu cầu sự tập trung hoàn toàn của hoàng đế, không chỉ khiến ngài không để thực hiện các tác vụ khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lực của ngài. Do đó, giờ đây với năng lực công nghệ của sao Hỏa đã nằm trong tay Imperium, nhiều giáo sĩ công nghệ và phần lớn dân số của Terra đã được huy động để hỗ trợ thiết kế và xây dựng một thiết bị khổng lồ được gọi là Astronomicon, với chức năng thay thế vị trí duy trì tín hiệu tâm linh của hoàng đế. Astronomicon cho đến nay vẫn được coi là công trình nhân tạo lớn nhất trên Terra. Mục tiêu đơn giản của nó là trở thành một máy phát tín hiệu khổng lồ mà qua đó hoàng đế có thể tập trung hay nạp nguồn năng lượng tâm linh của mình và tạo ra một nguồn tín hiệu sai kích khổng lồ có khả năng tự duy trì trong Warp. Tuy nhiên, có rất ít người nhận ra rằng hoàng đế mới chính là nguồn thực sự của tín hiệu tâm linh đó, chứ không phải là bản thân của Astronomicon. Tín hiệu tâm linh tỏa ra từ Astronomicon có thể vươn tới khoảng cách xấp xỉ hơn 70.000 năm ánh sáng của không gian thiên hà. Các Navigators có thể sử dụng nó như một đèn hiệu vĩnh viễn, một điểm tham chiếu tới Terra, có thể được nhìn thấy bởi các Navigators trong khắp Immaterium. Bằng đèn hiệu này, Warp Travel có thể được thực hiện với tốc độ và mức độ an toàn mà nhân loại chưa từng đạt tới trước đây, thậm chí là trong thời đại hoàng kim của mình, khiến nó trở thành một trong những yếu tố vô cùng quan trọng cho cuộc thập tự chinh vĩ đại, và sau này là cho cả quá trình sinh tồn của nhân loại. Đồng thời, với việc xây dựng Astronomicon, sao Hỏa và các Forgers của nó đã tuân thủ đúng với những gì được ký kết. Suốt ngày đêm, các tổ hợp nhà máy khổng lồ dày đặc trên khắp bề mặt hành tinh liên tục thực hiện sản xuất các trang bị khí tài, vũ khí cho đội quân của Imperium. Vòng sắt quỹ đạo, Ring of Iron khổng lồ của sao Hỏa được các giáo sĩ công nghệ biến thành cơ sở sản xuất các tàu không gian, từ vận chuyển cho đến tàu chiến ở mọi lớp và kích cỡ khác nhau. Cuối cùng, những đôi tay của vị chúa máy móc, những cỗ máy chiến tranh Knight, các quân đoàn Skitari,
và những vị thần chiến tranh Titan cao tới hàng trăm mét có khả năng kết thúc chiến trận trước cả khi nó kịp bắt đầu chỉ bằng sự hiện diện của mình. Thuộc về Legio Titanicus sẽ sẵn sàng đổ bộ lên các chiến trường cùng với các quân đoàn Space Marines ngay khi họ được yêu cầu. Và rồi sau hàng thập kỷ chuẩn bị, vào khoảng năm 798 của thế niên kỷ thứ 30, cuộc thập tự chinh vĩ đại nhằm giải cứu, thống nhất giống loài và chinh phục cả thiên hà của hoàng đế nhân loại cuối cùng đã bắt đầu. The Great Crusade. The Great Crusade cho đến nay vẫn được coi là nỗ lực quân sự lớn nhất và tham vọng nhất mà loài người từng thực hiện. Mục tiêu của nỗ lực quân sự này là thống nhất loài người dưới một ngọn cờ của đế chế nhân loại từ đêm trường loạn lạc của kỷ nguyên xung đột và chấm dứt vĩnh viễn các xung đột giữa con người với con người trên khắp thiên hà. Và sau khi đã thống nhất, mục tiêu tiếp theo sẽ là giành lấy quyền thống trị của con người đối với toàn bộ dải ngân hà Milky Way, là điều mà hoàng đế nhân loại cho là cần thiết nếu muốn đảm bảo sự tồn tại của giống loài trước những mối đe dọa không ngừng từ hồn ma, các chủng tộc Xenos và những góc tối trong bản chất của chính loài người. Khởi đầu của The Great Crusade là một bước đi ngắn và tương đối dễ dàng đối với các hạm đội hùng mạnh của Imperium, đó là các hành tinh còn lại của hệ mặt trời. Những giống loài Xenos đã giày xéo Thái Dương hệ trong suốt Allnight, cuối cùng ta bị đánh đuổi, thậm chí là tận diệt dưới sức mạnh của những quân đoàn Astartes, Imperial Army, Knight và Titan. Từ mặt trăng của sao Mộc, sao Thổ cho đến hành tinh nhân tạo Sedna, thuộc về một giống loài Xenos thù địch nằm ngoài rìa hệ mặt trời. Tất cả chúng đều đã phải nhận lấy kết thúc dưới những họng súng của Imperium. Những nô lệ con người xấu số trên cả hành tinh này được Imperium trao cho cuộc sống mới trên Terra, trong khi cả hành tinh đó sẽ được biến đổi, xây dựng thành các pho vua hoặc tiền đồn quân sự mới cho đế chế. Và như vậy, lần đầu tiên sau hơn 5.000 năm, hệ mặt trời đã được giải phóng và thống nhất hoàn toàn, đánh dấu kết thúc thực sự của kỷ nguyên xung đột và là mở đầu cho hơn 200 năm vinh quang của những cuộc chinh phạt trên khắp thiên hà dưới ngọn cờ của Imperium of Man. Ngay sau khi việc chinh phạt hệ mặt trời đã hoàn tất, cuộc thập tự chinh vĩ đại liền được chuyển hướng ra phần còn lại của thiên hà dưới sự chỉ huy trực tiếp của hoàng đế nhân loại. Trong khi đó, cánh tay phải của ngài Makador the City Light cũng là cố vấn trực tiếp của ngài, vừa là người đứng đầu bộ máy quan lại của Imperium hay Administrarum, sẽ ở lại Terra để thực hiện nhiệm vụ quản lý ngọn Astronomicon, hệ thống liên lạc Astropath, cũng như toàn bộ bộ máy hành chính, quân sự, giáo dục, sản xuất đang phát triển không ngừng của Imperium. Hỗ trợ Makador là Hội đồng War Council, bao gồm vị Fabricator General của Mechanicum, Captain General của Custody, các tướng lĩnh tài ba của lực lượng Space Marine lẫn Imperial Army và các đại gia tộc Navis Nobility. Cùng nhau, họ thay mặt hoàng đế đảm nhận vị trí điều hành, lãnh đạo Imperium trong khi ngài trực tiếp chỉ huy The Great Crusade cho đến khi nó kết thúc, hoặc như ngài vẫn luôn hy vọng là cho đến khi ngài tìm lại được các Primarch đã thất lạc từ lâu của mình, những chỉ huy thực sự của cuộc thập tự chinh vĩ đại. Đích đến của các cuộc chinh phạt của hoàng đế là toàn bộ các thế giới đất của loài người lĩnh cư trước đó trong thiên hà, và tất cả đều sẽ phải được thống nhất với Imperium một cách toàn diện và triệt để. Và cũng tương tự các cuộc chiến thống nhất của Terra, các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn luôn được đưa ra đầu tiên. Nhưng nếu một thế giới từ chối lời mời của Imperium, thì những cuộc chinh phạt quân sự không khoan nhượng sẽ là điều tất yếu. Và sau khi đã về dưới ngọn cờ của Imperium, mọi nền văn hóa của mọi thế giới đều sẽ phải được điều chỉnh đúng theo các luật lệ nghiêm ngặt của lý tưởng Imperial Truth, đặt dấu chấm hết cho mọi tôn giáo, tín ngưỡng, truyền thuyết, phù thủy, pháp sư, thầy tu, v.v. Được tin vào thánh thần trước kia sẽ được đặt vào lý lẽ và logic khoa học. Những nhà tiên tri, thánh thần tự xưng sẽ không còn được phép đầu độc tâm trí của các tín đồ cho những tham vọng riêng của chúng. Mọi sai cơ trên các thế giới đó sẽ được tập hợp trên các con tàu không gian khổng lồ, được gọi là Black Ships, đưa về Terra và phải trải qua quá trình sâu bài đính bắt buộc để loại bỏ nguy cơ bị xâm chiếm bởi hỗn ma, cũng như phát triển hệ thống liên lạc Astropath, giúp cả hạm đội
có thể truyền tải thông tin, kiến thức một cách nhanh chóng, kịp thời. Trong khi đó, những loài ngoài hành tinh hay Xenos trong tiếng Hai Gothic của Imperium đã lợi dụng sự loạn lạc của Onai mà thống trị hàng ngàn thế giới của con người như loài Orc, Eldar, Root, Sloth, v.v. đều bị Imperium coi là thù địch dưới sắc lệnh của chính hoàng đế nhân loại. Chúng sẽ bị đánh đuổi, thậm chí là tận diệt hoàn toàn nếu có thể. Cứ như vậy, thế giới này đến thế giới khác, hệ sao này đến hệ sao khác, lần lượt được chinh phục và thống nhất bởi Imperium. Và với sức mạnh của Legio Astartes, Imperial Army, Mechanicum, những sự chống đối nhanh chóng bị dập tắt một cách tàn bạo. Hoặc lập tức gia nhập vô điều kiện, họ bị nghiền nát trước khi gia nhập vô điều kiện. Như vậy, bằng cả thương thuyết lẫn đổ máu, sự thống nhất, văn minh, trật tự, công lý, rồi sẽ lại được khôi phục trên toàn cõi Imperium ở Me. Tuy nhiên, dù cho những tin chiến thắng luôn được đổ về từ mọi hướng của The Great Crusade, hoàng đế hiểu rõ rằng thời gian đang cạn dần mà vẫn còn vô số thế giới của thiên hà chưa được chạm tới. Do đó, ngài đã thành lập một tổ chức của các nhà thám hiểm và trinh sát, được gọi là Rogue Trader. Mỗi Rogue Trader được trao cho một sắc lệnh đặc biệt, được ký bởi chính hoàng đế, có tên là Warrant of Trade. Nó trao cho họ quyền hành ngang bằng với một thống chế của hành tinh, được phép tiếp xúc, giao tiếp, thậm chí là giao kết đồng minh với các loài Xenos khác nhau, điều luôn bị cấm kỵ đối với hầu hết cư dân của Imperium. Họ còn được trao cho các tàu không gian lẫn phi hành đoàn, bao gồm lực lượng quân sự của Imperium, để hỗ trợ họ như Imperial Army và thậm chí là Space Marine. Warden of Trade còn cho phép các Rogue Trader đi tới bất kỳ đâu mà họ muốn cả trong lẫn ngoài Imperium, chỉ ngoại trừ Terra, được phép tìm kiếm các công nghệ và các thế giới mới mà họ có thể khai thác cho lợi ích của chính họ. Đổi lại, họ có nhiệm vụ thông báo bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến các vấn đề mà Imperium đã đưa ra trước đó. Như trong cuộc Great Crusade này, chính là tìm kiếm những thế giới có giá trị không có trong các bản đồ cổ đại, cũng như trong các khu vực mà loài người chưa từng chạm tới trước đây, và trinh sát, cảnh báo sớm về các mối đe dọa trên hành trình của cuộc tập tự chinh. Và quan trọng nhất là tìm kiếm dấu hiệu của các Primarch. Rất nhanh chóng ngay sau khi được thành lập, các Rogue Trader đã tỏ ra sự hữu dụng của mình, khi lần lượt giúp Imperium tìm ra các thuộc địa đã bị lãng quên từ lâu, giúp các hạm đội của đế chế tránh được các giao tranh không đáng có, thậm chí là tìm ra được các mảnh STC. Trong đó nổi bật nhất có việc khám phá ra Night War đầu tiên cho Imperium, Crisis, là mái nhà của những cỗ máy chiến tranh Night hùng mạnh, tương tự như các Night của Mechanicum. Crisis sau đó đã nhanh chóng chấp nhận quy phục Imperium, trở thành đóng góp đáng kể cho sức mạnh của các cuộc viễn chinh của hoàng đế. Cứ như vậy, đồng thời với các Rogue Trader, chính các cuộc viễn chinh của hoàng đế cũng đã có được những khám phá đáng kinh ngạc, như việc tìm ra các Fog War đã bị chia cắt từ lâu của sao hỏa, tiêu biểu là Vosfram, sau đó được mệnh danh là cánh tay phải của sao hỏa. Không chỉ giữ được văn hóa tôn thờ vị chủ máy của hành tinh mẹ, Vosfram còn sở hữu nền công nghiệp và công nghệ tương xứng, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả sao hỏa, và nhanh chóng trở thành một nguồn cung cấp tiếp tế quan trọng cho Imperium. 2. Việc khám phá ra khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với năng lực sai kích và sự truy đuổi từ Warp của các nữ chiến binh Dozer of the Crowd thông qua cuộc chinh phạt trên hai vua Petacanes. Sau đó, họ còn được biết đến với cái tên Sisters of Silence, trở thành thành viên của lực lượng hộ vệ hoàng gia tối cao, sánh vai cùng với các custody của hoàng đế. Với mỗi khám phá như Vosfram và Sisters of Silence được thực hiện, nó lại thúc đẩy thêm nữa quá trình mở rộng không ngừng cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng của các hạm đội chinh phạt, đồng thời còn giúp hoàng đế cải thiện đời sống của những người dân trên khắp địa chế, từ công cuộc tái thiết và bảo vệ sau chinh phạt cho đến phát triển giàu mạnh cả thuộc địa. Nhưng tất cả những khám phá và chiến công này cũng đã nhanh chóng trở nên nhạt nhòa trước điều đã xảy ra tại hành tinh Cortonia. Cortonia là một thế giới khai mỏ bình thường, chỉ cách hệ mặt trời khoảng vài năm ánh sáng. Nhưng chính tại đây, ngay trong những năm đầu của The Great Crusade, một khám phá đã được chính hoàng đế thực hiện. Một khám phá sẽ thay đổi dòng chảy không chỉ của cuộc thập tự chinh vĩ đại, mà đối với lịch sử của cả nhân loại. Tại đây, hoàng đế nhân loại đã tìm ra một Primarch, và tên anh ta là Horus Lubicau.